Vâng, xin chào mọi người. Với tao. Vâng, xin chào mọi người. Và mọi người chờ em vài phút em chia sẻ cái livestream mình nhé. Mời chờ em vài phút ạ. Lại không xem được. Mọi người chờ em chút để em đang không nhìn được. Vâng, xin chào mọi người. Hiện tại em đang ngồi đây không xem được livestream. Đang ngồi chỉnh lại cái phần này. Chờ em vài phút. Hay bận quá chưa kịp setup cái gì cả. Chờ em vài phút nha. Không được. Là không để được cái điện thoại để xem. Ngày bận quá, không kịp làm gì cả. Vâng, xin chào mọi người. Chúng ta chậm mất vài phút đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ. Và buổi ngày hôm qua là buổi đầu tiên chúng ta liên quan đến cái phần đó, là phần liên quan đến tiếng Anh chuyên ngành, những cái từ viết tắt đúng không ạ? Những từ viết tắt. Có một hôm ngày hôm nay thì em đã bận chút công việc nên là chưa gửi được cho các bạn mọi người cái file. Thì trong ngày mai, trong buổi sáng ngày mai em sẽ làm cái file gửi cho mọi người. Hôm nay chưa kịp làm vì nhiều việc quá. Giờ vẫn vừa mới livestream thì vừa mới xong công việc, chưa kịp cả làm gì cả. Giờ chưa setup xong cái chỗ này. Vâng, thì buổi ngày mai tầm trong buổi sáng ngày mai thì sẽ có những cái file em sẽ gửi lên cho mọi người, cái file hôm qua ấy, hứa là tặng mọi người cái file màu dây từ tiếng Anh viết tắt, rồi những cái từ tiếng Anh chuyên ngành đúng không, ngày mai em sẽ gửi cho mọi người. Và hôm nay bận quá chưa làm gì được. Vâng, bây giờ chưa kịp làm gì. Và vừa rồi là chúng ta hôm nay chậm mất vài phút để em setup lại cái chỗ này. Vâng, xin chào, cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Rồi chúng ta tiếp tục đến ngày buổi ngày hôm nay. Thì hôm qua chúng ta chỉ học liên quan đến cái phần tên thôi, tên gọi của nó thôi, đúng không ạ? Những cái từ viết tắt. Một số anh em chúng ta chưa xem được thì hôm nay chúng ta xem lại những video ngày xem lại được cái video sẽ để lại, và ngày hôm nay cũng chưa kịp up lên YouTube cho mọi người. Thì mọi người sẽ vào kênh YouTube, mọi người xem tìm cái video nó dễ hơn là so với chúng ta tìm trên YouTube trên cái Facebook nó sẽ bị trôi bài rất là nhiều. Vâng, xin chào. Rồi buổi ngày hôm nay tiếp tục. Thì hôm qua chúng ta học về tiếng Anh chuyên ngành, thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến cái bài đó là linh kiện điện tử cơ bản ứng dụng trên xe máy của chúng ta.
Thực tế trên xe máy của chúng ta đều sử dụng những cái linh kiện cơ bản mà thôi, không có cái gì phức tạp cả, đúng không? Vâng. Rồi, chia sẻ đi mọi người. Vâng, có một số vẫn anh em vẫn đang nhắn tin trực tiếp cho em thì hiện tại em đang livestream rồi. Em không biết chia sẻ lên trang cá nhân chưa? Đúng không ạ? Rồi, chúng ta tiếp tục đến buổi ngày hôm nay. Rồi, chào mọi người. Tiếp tục đến buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ liên quan ôn lại một chút cái phần ngày hôm qua, đó là liên quan cái đồng hồ. Đúng không? Cái kiến thức chúng ta sử dụng đồng hồ. À, đây là từ cái phần tiếng Anh thì chúng ta bỏ qua. À, anh em hôm qua có anh em nào mới chúng ta chưa tải cái phần mềm Omoto ạ. Thì Omoto mọi người tải phần mềm Omoto về nhá. Cái phần mềm là ALL Moto, chúng ta tải về trên app. Anh em nào sử dụng Android thì chúng ta lên CH Play. Còn nếu anh em nào sử dụng iPhone thì chúng ta sử vào App Store để chúng ta tải phần mềm về. Tất cả hoàn toàn miễn phí, mọi người chỉ việc khai một số thông tin thôi, như là thông tin họ, tên, địa chỉ và số điện thoại là xong thôi. Hoàn toàn miễn phí nha, không mất tiền gì đâu nha. Rồi thì hôm qua chúng ta dừng lại ở cái phần linh kiện điện tử, đúng không ạ? Linh kiện điện tử. Điện lực. Thì mọi người đã thấy được cái phần video hôm qua em đã chia sẻ cho mọi người cách chúng ta hiểu về cái phần đó là cái hai cái mấy cái chỉ số đó là U, I, R là những cái mối liên hệ với nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến đó là những cái linh kiện điện tử. Thì chúng ta học về điện, chúng ta phải hiểu về điện, đúng không ạ? Học về điện chúng ta sẽ phải hiểu về điện. Rồi, thì đây là ba cái dụng cụ chia sẻ với mọi người, ba cái dụng cụ để chúng ta đo. Đo để xác định được cái hệ thống điện của chúng ta. Đến thời điểm bây giờ chúng ta sửa xe điện tử thì bắt buộc chúng ta phải có sử dụng đồng hồ nhá. Ít nhất là đồng hồ. Đến thời điểm bây giờ gần như mọi người phải có đồng hồ đo nhá. Đúng không? Một số anh em là ngày đi em đào tạo rất nhiều tỉnh thì có nhiều anh em còn chưa sử dụng đồng hồ bao giờ luôn. Đây là những cái buổi livestream này chia sẻ đến những anh em là chưa tiếp cận bao giờ. Còn một số anh em chúng ta đã tiếp cận và chúng ta đã học rồi thì chúng ta cố gắng là nhường lại để cho anh em bắt đầu nhá, mới bắt đầu nhá, đúng không ạ? Những cái rất là cơ bản, sơ khai và rất là cơ bản thôi. Nền tảng, đúng không ạ? Kiến thức nền tảng. Vâng. Kiến thức nền tảng nhá. Rồi. Thì mọi người sẽ thấy được ở đây là hiện tại là ba cái đồng hồ, ba cái dụng cụ để chúng ta đo. Một là đồng hồ kỹ thuật số hiển thị bằng LCD, kỹ thuật số này chúng ta hiển thị bằng đồng hồ rất là rõ ràng. Thứ hai là đồng hồ cơ hiển thị bằng kim, thì chúng ta sẽ phải đọc và là cách trên cái chỉ số trên vạch. Thứ ba là loại đồng hồ kẹp dòng. Cái kẹp dòng này thì em khuyến cáo mọi người lên sử dụng những cái dòng cường điện, cường độ dòng điện lớn thì chúng ta mới sử dụng bằng cái đồng hồ kim kẹp. Còn nếu chúng ta sử dụng bằng đo dòng dò thì chúng ta sẽ sử dụng bằng đồng hồ đi qua để cho dây dẫn cho được cường độ dòng điện đi qua đồng hồ thì nó sẽ chính xác hơn. Vì nó là cường độ dòng điện nhỏ, mini A, rất thấp. Đúng không ạ? Rồi thì chúng ta có cái cách đo thì một số anh em chúng ta có thể xem lại những video trước là hướng dẫn mọi người cách chúng ta sử dụng cái thang đo. Ví dụ rằng là thang đo điện áp một chiều thì chúng ta chọn thang đo như thế nào và que đo ra làm sao. Đấy, thì đấy là cách chia sẻ cho mọi người là cách đồng hồ sử dụng đo điện áp một chiều. Vì chúng ta sử dụng đồng hồ cái phương pháp là đo điện áp một chiều là nhiều nhất trên cái xe của chúng ta. Đúng không ạ? Đo điện áp một chiều. Ví dụ chúng ta đo điện áp bình, điện áp sạc và một số sau này sẽ học về đo cách đo về cảm biến, điện áp phải cảm biến, đúng không ạ? Rồi thứ hai là điện áp xoay chiều thì cái này chúng ta sử dụng ít vì chúng ta ở trên cái hệ cuộn phát 3 pha thì chúng ta hoặc là cuộn phát của xe chúng ta thì sử dụng cái hệ thống phát điện AC tức là điện xoay chiều hoặc chúng ta đo điện áp lưới, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là thang đo điện trở. Thang đo điện trở ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái việc là phương pháp đo điện trở. Ví dụ một số anh em sử dụng sửa chữa cái mạch main đồng hồ hay một số cái main về ECM thì chúng ta sẽ có cái chọn cái thang đo như thế nào, đúng không ạ? Thang đo làm sao, quay đo như nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách đọc giá trị điện trở và sự ứng dụng cái điện trở đấy trong cái mạch ở trên xe của chúng ta như nào. Và trên xe của chúng ta những cái cảm biến ở trên xe thì nó bản chất nó là cái gì, đúng không ạ? Một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tiếp theo là thang đo, là thang đo diode, thang đo thông mạch, đúng không ạ? Thang đo diode, thang đo thông mạch. Cái này thì đơn giản tí nữa sẽ tìm hiểu nhá. Và cái tiếp theo là cái quan trọng nhất mọi người hay đo đó là cường độ dòng điện. Thì mọi người lưu ý là cái phần đo cường độ dòng điện này nếu chúng ta đo sai thang đo thì sẽ gây ra hư hại hỏng đồng hồ của chúng ta. Nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận về cái vấn đề là đo đồng hồ, đo cường độ dòng điện. Và sau khi đo cường độ dòng điện xong thì chúng ta lên rút cái que đo và trả về vị trí cũ để tránh tình trạng là một số anh em chúng ta đo cường độ dòng điện xong là chúng ta bỏ ra chúng ta quên không tháo cái rắc, không rút cái que đo để sau đó chúng ta đo bằng điện áp ắc quy thì lúc đó sẽ bị gây hỏng đồng hồ của chúng ta. Đúng không? Đó là những một số cái lưu ý để mọi người cách chúng ta sử dụng đồng hồ. Cái bài sử dụng đồng hồ này thì mọi người có thể xem lại những video thì nó sẽ tốt hơn thay vì chúng ta phải nhắc đi nhắc lại ở phần này. Đúng không?
Đấy là một số cái lưu ý ở những bài trước. Nhắc lại thôi, nhắc qua. Đúng không ạ? Nhắc qua. Rồi. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào linh kiện điện tử cơ bản. Thì ở trong cái linh kiện điện tử cơ bản đa phần chúng ta sẽ thấy được cái đầu tiên đó là cái là gì ạ? Cảm biến. À quên xin lỗi, đó là một con điện trở đúng không ạ? Điện trở. Điện trở là gì đúng không ạ? Mọi người nghe cái tên của nó thôi, nó nói lên cái đặc trưng của nó rồi, đúng không ạ? Nói lên cách của nó rồi. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì mọi người thấy được là điện trở là gì? Là một đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện mà thôi, đúng không ạ? Cái điện trở của chúng ta sẽ thấy được là ở trên chúng ta sẽ thấy được có những cái đại điện trở cắm ngày xưa. Đối với những cái dòng main, cái mạch cũ, đời cũ thì chúng ta sẽ sử dụng cái linh kiện đó là linh kiện cắm. Thì nó, mọi người sẽ thấy được cái hình dạng của nó sẽ dạng là hai đầu và có những vạch màu sơn. Vạch sơn này thì mọi người, một chút nữa sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta đọc cái giá trị của vạch sơn này. Đó, vạch sơn này để đọc được cái giá trị của điện trở. Thì mọi người sẽ thấy được ở trên cái hình vẽ ở đây là có cái hình bên trái, mọi người sẽ thấy được cái ký hiệu ở trên sơ đồ của mọi người nhé. Trên sơ đồ nhé, trên sơ đồ, cái sơ đồ kỹ thuật nó sẽ có cái hình ký hiệu, hình minh họa thì nó sẽ là có cái hình zigzag, đúng không? Hình zigzag. Rồi, cái này thì dạy online thì nó hơi khó mô phỏng cho mọi người hình dung. Thì mọi người sẽ thấy được cái hình zigzag như này. Nếu bình thường là một cái đường dây thẳng thì nó sẽ gọi đường dây điện sẽ chạy dễ dàng hơn. Nhưng đối với cái dòng điện là gì ạ? Bị zigzag là tức là bị cản trở lại thì chúng ta thấy được là nó sẽ bị giảm cái cường độ dòng điện đi. Đó, như vậy đi qua. Rồi đây là cái hình cái ký hiệu cho mọi người thấy được là đây là điện trở nhá. Chút nữa sẽ mọi người sẽ đọc trên sơ đồ. Trên sơ đồ mạch điện mọi người sẽ thấy được là tất cả các cảm biến trên xe của mọi người đều là những con biến trở, những con điện trở mà thôi. Được ạ? Các cảm biến như vậy đều như vậy mà. Đó. Rồi chúng ta sẽ thấy được là cảm biến cái điện trở này nó cũng có hai loại, một loại là điện trở thường và một loại là điện trở công suất. Điện trở thường là sử dụng cho những cái tín hiệu, điện áp tín hiệu, đúng không? Để cho những cái mạch tín hiệu, còn những cái cường độ ví dụ như là điện trở công suất nó sử dụng cho những cái vòng có tải lớn, ví dụ là đèn LED là chúng ta sử dụng đến cường độ dòng điện lớn thì nên là sẽ phải sử dụng đến điện trở công suất. Đúng không ạ? Giá trị bằng nhau nhưng mà cái cường độ dòng điện nó chịu được nó sẽ khác nhau. Rồi như vậy. Và mọi người sẽ tải cho em cái phần mềm, nó ở trên cái phần mềm này. Thì mọi người sẽ tải về thì mọi người sẽ có những cái phần ở trong này, nó sẽ có bảng tra mã màu, tra giá trị điện trở, tra cái bảng cách chúng ta tính toán về cái mạch chia áp, mạch phân áp ở trong này rất nhiều. Vâng. Rồi thì mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh ở trên này, điện nó cũng giống như nước thôi. Hôm qua mọi người xem qua video rồi, thì điện giống hệt nước mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình ảnh. Mọi người thấy được cái hình ảnh ở đây không ạ? Chia sẻ cho mọi người cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà nó sẽ mối liên hệ giữa điện áp, điện trở và cường độ dòng điện. Vâng, mọi người sẽ thấy được cái việc ở đây chúng ta thấy là gì? Cái mối liên hệ giữa các cái mối liên hệ giữa ôm, đúng không ạ? Hôm qua mình học ba cái đại lượng đó là I, U, I và R, đúng không ạ? U chính là cái vôn, thì mọi người sẽ thấy được là cái lực đẩy. Cái vôn của chúng ta ấy, mọi người đo là 12V, 20V hay là 14, 15V ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được mọi người sẽ thấy được ở đây là gì ạ? Cái vôn là cái lực đẩy này, lực đẩy của chúng ta. Và thứ hai nữa mọi người thấy được cái ôm này, ôm chính là cái lực lực siết lại, giống như là cái gọi là điện trở của chúng ta đấy. Đó là điện trở. Khi lực điện trở chúng ta càng lớn thì tức là chúng ta siết, cái lực siết càng mạnh thì lúc đó vôn nó đẩy cái ampere của chúng ta đi qua nó càng khó khăn hơn. Thì lúc đấy mọi người sẽ thấy được cái mối liên hệ giữa giữa cái tín hiệu như vôn. Đây là mối liên hệ của nó nha. Cái điện trở chúng ta càng lớn là tức là đại tượng trưng cho cái việc là chúng ta cản trở dòng điện càng nhiều. Và mọi người hình dung ra chưa? Cái giá trị mọi người thấy được là mọi người đo ôm ấy, đo ôm càng lớn thì tức là đặc trưng cho chúng ta cản trở dòng điện càng lớn. Mọi người nhìn thấy hình minh họa này không ạ? Nhìn qua hình minh họa này không ạ? Vâng. Mọi người nhìn qua được cái hình minh họa này không ạ? Thấy nó ngộ nghĩnh không ạ? Và nó nói lên cái đặc trưng đấy. Cái đặc trưng của cái ba cái mối liên hệ U, I và R. Thì mọi người sẽ hình dung ra được, chúng ta sửa điện chúng ta phải hiểu được ba cái vấn đề này. U, I và R. Đúng không ạ? U là lực đẩy, tức là chính là cái mọi người đang đo vôn đấy. Chính là mọi người đang đo vôn, đúng không ạ? Đo vôn. Rồi ampere là cái cường độ dòng điện của chúng ta. Vôn là đại lượng đặc trưng. Ôm là đại lượng đặc trưng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần đó là phần cách đọc giá trị điện trở. Mọi người thấy được là trên một mẫu giá trị điện trở này là sẽ có những cái vạch màu sơn. Thì vạch màu sơn này nó sẽ như thế nào? Chúng ta đọc ra làm sao để chúng ta biết được cái giá trị điện trở của nó
là bao nhiêu. Còn một số anh em bảo mua con điện trở bao nhiêu ôm về để chúng ta thấy được là chúng ta sửa những cái mạch đó đúng không? Để thay thế những cái linh kiện. Thì ở đây xe hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người qua một cách đọc đọc cái giá trị điện trở, đọc giá trị điện trở. Nó cực kỳ đơn giản thôi, mọi người chỉ việc là tra cứu thôi chứ không có việc gì thì phải ghi nhớ, không cần phải ghi nhớ nhá. Thì chúng ta chỉ việc tra cứu ở đây. Vâng, chúng ta thấy được là ở đây những cái vạch sơn này, những cái vạch sơn này ở có cái vạch sơn, mọi người thấy được những cái vạch sơn liên tiếp với nhau như này thì đó chính là tượng trưng cho các giá trị. Thì mọi người thấy được ở đây là cái vạch sơn, có một cái vạch sơn ở cuối cùng là xa nhất, mọi người thấy xa nhất và nó có thường là màu nhũ, thì mọi người bỏ qua vì nó là cái hệ số sai số đúng không ạ, cái sai số thôi, chúng ta bỏ qua phần đấy. Thì mọi người sẽ thấy tìm hiểu qua là cái phần những cái vạch sơn này là cái gì, thì mọi người sẽ đọc cho em cái vạch sơn này. Ví dụ ở đây nó là màu nâu thì chúng ta chỉ việc tra ở bên cái bảng bên cạnh bên trái này, nếu màu nâu thì nó là số mấy, chúng ta tra cái bảng này có một bảng màu này mã màu, thì chúng ta thấy được màu nâu nó là số 1 thì chúng ta chỉ việc viết viết xuống đây là số 1 đúng không ạ, viết số 1. Vâng, mọi người sẽ thấy được là tiếp theo là cái bảng vạch sơn số 2, nó là vạch sơn màu đen. Vạch sơn màu đen này nó là gì, nó biểu thị cho mọi người thấy được vạch đen màu đen này, thì chúng ta sang cái sang sang nhìn sang bên trái cái bảng tra màu màu đen nó tương ứng số 0 đúng không ạ, chính là mã số 0, thì chúng ta sẽ ghi tiếp tục vào đây là số 0, số 0 bên cạnh này đúng không ạ. Và một cái vạch vạch sơn cuối cùng là vạch sơn màu đỏ, thì mọi người sẽ tra cứu bên trái này, vạch sơn màu đỏ là số 2, thì mọi người ghi vào số 2 ở đây chính là cái mã số là 102. Thì mọi người sẽ thấy 102 này nó như thế nào. Đối với dòng cái vạch sơn, vạch cái vạch điện trở cũ ấy, vạch điện trở cắm ấy, thì nó sẽ có vạch màu sơn thì mọi người sẽ phải quy đổi. Còn đối với những cái vạch cái điện trở dán bề mặt bây giờ thì nó sẽ quy đổi sẵn cho mọi người là con số là 105 ở đây rồi. Ví dụ bên này ghi là 105 thì bây giờ mọi người không có thì mọi người sẽ phải tra cứu, tra quy đổi. Thì ở đây mọi người sẽ quy đổi ra nó là 102. Thì bây giờ 102 mình quy đổi như thế nào? Thì mọi người sẽ thấy được ở đây cái bảng này thì mọi người sẽ thấy là chúng ta tra xuống là bảng số 1 thì chúng ta giữ nguyên là số 1 xuống 0, tiếp tục xuống dưới này, số 1 và số 0 chúng ta cũng giữ nguyên số 0, chúng ta viết xuống dưới. Và cái số cuối cùng này mọi người sẽ để ý, lưu ý số cuối cùng này, cái số cuối cùng này người ta gọi là mũi lũy thừa, nhân mũi lũy thừa, nhưng mà cái đấy nó nghe nó hơi hơi toán học. Thì em giải thích cho mọi người là cái số 0, cái số cuối cùng này này là số bao nhiêu là tượng trưng cho cái số 0 tiếp theo. Ví dụ như ở đây là số 2 thì sẽ chúng ta phải điền hai số 0 ở đây. Ví dụ như ở đây số 2 thì chúng ta sẽ điền số 2, hai số 0. Nếu ở đây là số 5 thì chúng ta sẽ phải điền 5 số 0 ở đây. Số 6 chúng ta điền 6 số 0 ở đây và bắt đầu chúng ta dồn ghép lại và chúng ta đếm. Cái đơn vị của nó sẽ là ôm, đúng không ạ? Ví dụ như đây chúng ta thấy được là 2 số 0 với 1 số 0 ở đây thành 3 số 0. Và số 1 giữ nguyên chúng ta kéo xuống, nó là 1.000 ôm hay còn gọi là 1 kilo ôm. Đúng không ạ? Đây là cái bảng quy đổi. Quy đổi. Rồi, cái này chỉ đơn giản thôi, giới thiệu mọi người qua thôi. Cái này có thể anh em lên trên mạng tra rồi, hoặc là cái những cái giá trị cụ thể đưa cho mọi người rồi thì mọi người có thể tra cứu ở đây. Đúng không ạ? Lên trên mạng tra nó rất đơn giản. Và cái bảng tra sẵn rồi, nó có bảng tra sẵn rồi, mọi người chỉ việc đọc vạch màu ra chúng ta tính được. Vâng, lâu đỏ cam đen nâu đỏ cam lục lam tràm tím đúng không ạ, những cái màu đây thì chúng ta đọc rồi. Đấy là những cái linh kiện cắm, linh kiện cắm mọi người thấy được, thường thấy được ở những cái main đời cũ, những cái mạch cũ thì nó sẽ có những cái linh kiện cắm này. Cái linh kiện cắm này thì mọi người sẽ thấy được là nó ở đời cổ thôi, đời cũ ngày xưa thôi, còn xe đời mới chúng ta đều sử dụng những linh kiện dán rồi. Mọi người thấy được là cái đồng hồ LCD của chúng ta bây giờ đều là linh kiện dán đúng không ạ? Đều là linh kiện dán. Thì mọi người sẽ thấy được linh kiện dán này bây giờ đều là dán bề mặt. Nó rất là nhỏ nha. Rất là nhỏ. Thì mọi người thấy được linh kiện dán bề mặt thì nó rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn nha. Cái xu hướng bây giờ mọi người thấy được là nó siêu mini rồi, rất là nhỏ. ESM chúng ta bây giờ cũng rất là nhỏ. Rồi cái đồng hồ của chúng ta rất là nhỏ, những cái linh kiện rất là nhỏ. Đúng không ạ? Và đo đồng hồ bình thường anh nha. Rồi bây giờ mình sẽ thấy được là đấy là đối với cái dòng vạch sơn. Đối với dành tiếp theo là linh kiện, cái linh kiện đó là trở dán, dán bề mặt. Mọi người thấy được những cái đồng hồ bây giờ, mọi người thấy được đồng hồ bây giờ chúng ta sẽ thấy cái những cái cụm đồng hồ mà mọi người hay thấy bị hỏng ấy, đúng không ạ? Hôm nay em chưa kịp chụp lại cho mọi người cái lỗi của cái dòng xe AB lít, những cái đời xe 125 ấy, nó hay bị lỗi, là lỗi liên quan đến mất nguồn của mạch đánh thức của cái đồng hồ. Tức là chúng ta bị rách cái núm ở trên cái đồng hồ ấy, nó bị rách. Thì nước, khi nước mưa rồi rửa xe chúng ta nước nó vào, nó sẽ gây ra hỏng mạch đồng hồ ra. Nó oxy hóa, bản chất nó oxy hóa cái linh kiện điện trở này chúng ta làm thôi. Nó rất đơn giản. Vâng. Rồi mọi người thấy được là tiếp theo cái lên cái đời mới bây giờ chúng ta đều sử dụng là đó là linh kiện dán bề mặt rồi nhá. Linh kiện dán bề mặt, đều dán bằng bề mặt hết rồi, không sử dụng linh kiện cắm nữa rồi. Đúng ạ. Linh kiện dán bề mặt. Vâng. Linh kiện dán bề mặt. Rồi mọi người thấy được có hai cái bảng so sánh, một bảng bên tay trái mọi người đang nhìn nó là cái linh kiện cắm, còn bên tay
hai cái hình ảnh ấy, so sánh là một cái linh kiện cắm và một linh kiện dán bề mặt, hai cái mạch nó bây giờ linh kiện dán nó rất là đẹp đúng không ạ, gọn xếp rất là gọn gàng và đẹp. Rồi đấy là những cái phần chia sẻ cho mọi người nó liên quan đến cái phần điện trở đúng không ạ, điện trở. Tiếp theo mọi người sẽ thấy được cái điện một cái linh kiện tiếp theo, một cái linh kiện rất quan trọng trong cái vấn đề là chúng ta sử dụng, đó là ứng dụng rất nhiều trong cái mạch xe của chúng ta, đó là một con biến trở. Hay ở nhà mọi người hay thấy được nó gọi là một con chiết áp ấy đúng không ạ? Ở nhà mình thấy được cái volume của âm ly không ạ? Volume của âm ly. À, cái volume của âm ly hoặc là những cái phần chúng ta đều tùy chỉnh âm thanh rồi thì mọi thứ đấy, mọi người thấy cái lúm vặn xoáy xoáy ấy thì chính đó là người ta gọi là một con chiết áp. Anh em hay gọi là chiết áp nhưng từ kỹ thuật người ta sẽ gọi là một con biến trở. Biến trở là gì? Mọi người lúc nãy mọi người học về cái linh kiện một con biến điện trở này thì nó là một cái giá trị cố định. Ví dụ như là ở trên con này nó là một trở 105 tương đương với cả một mê chẳng hạn đúng không ạ? Hoặc là 102 này nó là tượng trưng cho là gì ạ? À nó bằng giá trị nó là 1 kilo ohm. Thì cái biến trở nó sẽ là một cái loại điện trở cố định, còn biến trở này nó sẽ biến đổi liên tục, linh hoạt liên tục, nó thay đổi giá trị liên tục đúng không ạ? Thay đổi giá trị liên tục để mục đích nó thay đổi giá trị điện trở, để mục đích cuối cùng nó là thay đổi giá trị điện áp gửi về ESM, và ESM nó chỉ quan tâm nó hiểu điện áp, nó không hiểu điện trở. Nên là sau này mọi người đừng quan tâm đến cái việc chúng ta đo điện trở làm quá nhiều nha. Cái phương pháp của em làm việc nó bằng đo bằng điện áp nó sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều so với bằng điện trở. Ví dụ điện trở nó có giá trị là 1 ohm, 100 kilo ohm, rồi 1 mega ohm, rất nhiều thứ mọi người rất là khó nhớ đúng không? Chúng ta sẽ học bằng cách nó bằng điện áp. Vâng, thì mọi người sẽ thấy được là cái biến trở này của chúng ta ấy, nó sẽ thay đổi giá trị điện trở linh hoạt đúng không ạ? Theo nhu cầu của con người, mình có thể vặn to lên nhỏ xuống bằng cách là xoay cái lúm. Giống như cảm biến TB, cảm biến vị trí bấm ga của chúng ta cũng vậy, chúng muốn tăng tốc thì chúng ta vặn cái tay ga lên, và chúng ta muốn giảm tốc thì chúng ta hạ tay ga xuống. Đó là như vậy. Thì em đang ví dụ mọi người thấy được, ví dụ như là cái chiết áp này hoặc là một con biến trở này nó giống như một cái vòi nước, chúng ta điều chỉnh nó, thì chúng ta điều chỉnh giống như là chúng ta xoay lớn, cái điện trở càng lớn thì cái giống như là chúng ta đóng cái van nước lại thì cái lượng nước chúng ta sẽ đi ra nó rõ giọt, điện giống như nước vậy. Khi chúng ta điện trở càng lớn ấy, giống như lúc nãy mọi người thấy được cái hình ảnh của bạn này, bạn kéo này, ví dụ như là điện trở chúng ta càng lớn đúng không ạ, nó giống như nước ấy, điện trở chúng ta càng lớn tức là giờ là gì ạ, nó cản trở dòng điện càng nhiều, giống như chúng ta vặn cái vòi nước chúng ta đóng kịch lại thì lượng nước nó rõ ra rõ giọt đúng không ạ. Còn nếu chúng ta mở ra, ví dụ hình dạng như vậy đúng không ạ, đấy, chúng ta mở lớn ra thì lượng nước nó ra nhiều hơn, nó cũng như điện. Thì điện khi điện trở nó nhỏ thì cường độ dòng điện nó sẽ lớn hơn. Đó là cái mô phỏng giữa hai cái phần. Thì mọi người hình dung ra được cái mối liên hệ này chưa? Điện trở càng lớn. Vâng. Rồi cái này là biến trở, tí nữa sẽ ứng dụng vào xe thì mọi người sẽ hình dung ra dễ hơn. Rồi mọi người sẽ thấy được là cái hình dạng thực tế, cái biến trở này nó được gọi là giống như là một cái mạch phân áp hay là một mạch chia áp. Nó sẽ thay đổi giá trị điện trở để mục đích thay đổi giá trị điện áp gửi ra, và nó ứng dụng vào công việc rất nhiều nha. Đến thời điểm bây giờ sử dụng biến trở cực kỳ nhiều đúng không ạ? Mọi người thấy ứng dụng bây giờ mình sẽ thấy được là cái ứng dụng của nó vào một chiếc cảm biến TB. Bản chất của con biến trở này nó chính là con TB. Khi mọi người thấy được là cái cảm biến TB của mình ấy, bản chất nha, mọi người hình dung này, bản chất cảm biến TB của mình nó chỉ là một con biến trở mà thôi, nó chỉ là một con biến trở. Nhưng nó thay đổi hình dạng và nó thay đổi cái tên ấy thì mọi người thấy được nó chuyển sang một cái công nghệ khác hoàn toàn rồi đúng không ạ? Khác hoàn toàn, đó là như vậy. Vâng, thì mọi người thấy được cái hình dung ra ở đây không ạ? Mọi người thấy được không ạ? Thì chúng ta thấy được là cái điện trở đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được là chúng ta sẽ xem qua video này nhé để thấy được lấy giá trị. Bây giờ em sẽ lấy một con biến trở này thay hẳn hoàn toàn cho con gì ạ, cảm biến TB. Cái việc giả lập này để cho mọi người biết cái phương pháp làm thôi, còn sau này chúng ta sửa chữa chúng ta không cần quan tâm đến cái việc giả lập này nữa đúng không ạ? Rất nhiều anh em phải đi mua những con điện trở những cái cảm biến về để chúng ta thay thế loại trừ ấy, thì sau này các anh sử dụng một con biến trở này nó thay đổi thế hoàn toàn cho tất cả các loại cảm biến trên xe của chúng ta đúng không ạ? Chỉ cần một con biến trở và cái phương pháp này để mục đích là để chúng ta giả lập và chúng ta tìm hiểu nó, nghiên cứu về nó mà thôi. Còn sau này mai một vài buổi nữa chúng ta học để chúng ta hiểu cái con cảm biến thì chúng ta không cần quan tâm đến cái phương pháp giả lập này nữa. Vì phương pháp giả lập này nó làm cho ta mất nhiều thời gian. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng quan sát một cái video này để thấy được cái sự giả lập. Chúng ta bỏ qua cảm biến TB luôn, chúng ta sử dụng đến một con biến trở này. Đúng không ạ? Một con chiết áp. Các anh em hay gọi là con chiết áp đúng không ạ? Chúng ta lấy cái con chiết áp này để chúng ta giả lập cái tín hiệu của cảm biến TB, và chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số trên máy chẩn đoán
trên máy chẩn đoán nó thay đổi như thế nào, được không ạ? Chúng ta quan sát đây nhá, bỏ qua con nhỏ BTB luôn. Rồi bây giờ mọi người quan sát ở cái vị trí ở trên màn hình này, mọi người có nhìn được không ạ? Mọi người có nhìn được không ạ? Đây, cái vị trí bơm ga này. Và sau này chúng ta học về cảm biến ấy, chúng ta sẽ cùng quan tâm đến hai chỉ số, đó là giá trị và thứ hai là giá trị điện áp. Cái giá trị điện áp này chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều để chúng ta hiểu về nó thôi, còn đâu chúng ta nhìn vào cái giá trị vị trí bơm ga nó cao nhiều hơn thay vì chúng ta nhìn vào cái giá trị điện áp, vì chúng ta nhìn vào giá trị điện áp chúng ta chưa hiểu được nó đang ở góc mở bao nhiêu. Còn chúng ta nhìn vào các góc mở vị trí bơm ga kia chúng ta sẽ hiểu được là TB chúng ta đang ở mức độ nào. Được không ạ? Rồi, có một số anh em đang hỏi, chút nữa em sẽ giải thích cho mọi người nha. Rồi, mọi người sẽ thấy được là cái biến trở này nó giả lập được hoàn toàn cho cảm biến TB của chúng ta. Bản chất con cảm biến TB của chúng ta ấy, nó chính là một con biến trở. Nó cũng sử dụng ba chân. Và buổi sau nữa chúng ta sẽ học về cảm biến, chúng ta sẽ hình dung ra được cảm biến nó hoạt động như nào và cấu tạo cảm biến ra làm sao, thì chúng ta thấy được là nó hoàn toàn là một con biến trở này mà thôi, đúng không? Rồi đây chúng ta sẽ thấy được, chúng ta xem lại một lần nữa nha. Rồi có một số anh em hỏi là một con biến trở con báo xăng, đúng không ạ? Báo xăng 2 giây, một tí một chút nữa mình dung ra được là loại biến trở 2 giây và loại biến trở 3 giây đều làm được nha. Biến trở 2 giây và biến trở 3 giây. Phao xăng của chúng ta cũng có loại là một loại biến trở 2 giây và một loại biến trở 3 giây. Ví dụ như đời Dreamway thì nó sẽ là loại biến trở 3 giây, đúng không ạ? Mọi người thấy được là nó lên 3 giây. Còn những cái đời xe đời mới bây giờ nó là biến trở 2 giây. Biến trở 2 giây, đúng không ạ? Mọi người thấy được hình dung không ạ? Biến trở 2 giây. Rồi. Rồi anh Lê Tình hình dung ra không ạ? Rồi tí nữa sẽ tìm hiểu về nó, tí nữa sẽ tìm hiểu về nó. Cái ứng dụng này. Và mọi người hình dung ra được là một con biến trở này, mọi người sẽ giả lập được rất nhiều cái tín hiệu điện áp gửi ra. Mọi người cùng xem lại một video một lần nữa nha. Cái này sẽ giải thích cho mọi người, nếu họ học trực tiếp thì sẽ mô phỏng cho mọi người dễ hình dung hơn. Cái mô phỏng này ấy, chỉ mục đích là để giới thiệu mọi người cách là chúng ta giả lập được thôi. Và sau này các anh em có thể mua một con biến trở này về để chúng ta giả lập tất cả các loại cảm biến trên xe. Thay vì chúng ta nghi ngờ cái cảm biến này bị hỏng, đúng không? Thì chúng ta thay bằng cách là giả lập. Còn sau này chúng ta học về cái phương pháp sửa chữa, chúng ta không cần quan tâm đến việc giả lập nữa, nó sẽ bị gây mất nhiều thời gian của mọi người, đúng không ạ? Giả lập để chúng ta hiểu được cái phương pháp mà chúng ta thấy được là cái sự thay đổi của nó thôi. Đó, mọi người thấy được, quan sát được cái khi chúng ta xoay cái biến trở thì cái giá trị điện trở, giá trị điện áp này, cái giá trị điện áp và góc mở bơm ga này nó cũng thay đổi theo, đúng không ạ? Rồi cái vị trí bơm ga nó thay đổi theo hoàn toàn theo cái vị trí chúng ta xoay. Rồi mọi người hình dung ra được cái phương pháp mà em chia sẻ cho mọi người không ạ? Đấy là cách chúng ta giả lập. Đấy là cách giả lập, và sau này chúng ta sẽ không còn quan tâm đến cái cách giả lập này nữa nhá. Nó gây cho chúng ta mất nhiều thời gian. Còn cái này để anh em học tập và nghiên cứu thì được. Đúng không? Anh em học tập và nghiên cứu. Rồi có một anh Lê Tình hình dung ra được chưa ạ? Rồi, bây giờ nhá mọi người hình dung ra này, con biến trở này nó sẽ giả lập được và giống như một cái nguồn giống như một cái nguồn đa năng. Tức là chúng ta có thể đưa một cái điện áp vào. Ví dụ chúng ta đưa một điện áp vào một chân này, biến trở này 3 chân nhá. Biến trở này 3 chân. Ví dụ ở đây chúng ta đưa cái điện áp 5V vào chân số 3, chân số 1 của chúng ta nối với mát, và chúng ta xoay cái núm vặn này thì chúng ta sẽ thấy được cái điện áp ở chân số 2 này nó sẽ có điện áp từ 0 đến 5V. Ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy được là cái đầu 5V này, cái chúng ta cấp nguồn 5V cho cái biến trở là chính là chân số 3 này, mọi người sẽ hình dung ra bên tay trái này, chân số 3. Thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị điện áp nó thay đổi từng vạch một, đúng không ạ? Và chúng ta xoay cái núm vặn của chúng ta nó nằm ở giá trị nào thì chúng ta sẽ lấy được cái chân ở chân số 2 này là tương ứng với cái giá trị điện áp nó lấy ra là như vậy, đúng không ạ? Thì nên là chúng ta sử dụng cái biến trở này như một cái nguồn đa năng để chúng ta giả lập, đúng không ạ? Chúng ta lấy ra được điện áp mong muốn theo mong muốn của mình, đúng không ạ? Và cái ứng dụng của cái cảm biến cái biến trở này nó rất nhiều nhá. Mọi người hình dung ra cái biến trở này nó ứng dụng rất nhiều trên cái xe của chúng ta, và chúng ta giả lập được rất nhiều thứ trên xe. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm cái mạch điều khiển cái bóng đèn chúng ta sáng tối theo ý muốn, ví dụ như là chúng ta điều chỉnh cái bóng ngủ của chúng ta ấy, chúng ta muốn cường độ ánh sáng nó sáng lên hoặc là muốn nó tối đi, thì chúng ta sẽ có một cái chiếc áp vặn, đúng không ạ? Cái núm đó là một con biến trở chúng ta vặn sáng tối theo ý muốn của con người, đó là như vậy. Rồi thì điều chỉnh động cơ, tốc độ động cơ tăng giảm nhanh chậm điều chỉnh được, đúng không ạ? Rồi và mạng hoạt động bình thường nhá, anh kiểm tra lại mạng của mình.
Rồi mọi người hình dung ra được cái biến trở này chưa ạ? Nếu 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 chúng ta hình dung ra được thì chúng ta ok, chúng ta chuyển qua phần bài mới. Đúng không? Có câu hỏi thắc mắc nào về phần cảm biến trở này không ạ? Có anh em nào chưa nhìn thấy con biến trở này bao giờ không? Có anh em nào chưa nhìn thấy con biến trở này bao giờ? Con biến trở này rất nhiều nhá. Ứng dụng rất nhiều. Và anh em ngày mai chúng ta lên ra cửa hàng điện tử ấy, chúng ta lên mua một con về, chúng ta trải nghiệm đi. Chúng ta sẽ thấy được cái giá trị nó rất là hay, đúng không ạ? Rất nhiều phương pháp. Và sau này chúng ta học về cảm biến, em sẽ giới thiệu mọi người cách chúng ta giả lập cảm tín hiệu cảm biến như thế nào. Ở giới thiệu giả lập thôi, còn cái sau này để chúng ta sửa chữa chúng ta không cần phải giả lập đâu, vì nó sẽ mất nhiều thời gian của chúng ta. Còn cái phương pháp để chúng ta giả lập này để làm sao để chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu cái sự thay đổi của nó mà thôi, đúng không ạ? Và sau này chúng ta không cần phải thay thế loại trừ nữa, bằng cách là chúng ta lấy cái cảm biến này chúng ta giả lập. Và ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Rồi mọi người sẽ thấy được là cái ứng dụng biến trở này trên xe của chúng ta như thế nào. Mọi người sẽ thấy được cái ứng dụng nó rất nhiều trên cảm biến trên xe của chúng ta. Ví dụ như là cảm biến TV, vừa mô phỏng cho mọi người thấy được cảm biến TV của chúng ta là một con biến trở, đúng không ạ? Những buổi sau mọi người sẽ học về nguyên lý hoạt động của cảm biến, rồi cấu tạo của cảm biến, thì mọi người sẽ thấy được là loại cảm biến 3 giây, 2 giây và 1 giây nó hoạt động như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được. Ở đây ví dụ như ở đây mọi người sẽ thấy được cái loại biến trở là biến trở 2 giây, biến trở 3 giây. Ở đây, được không ạ? Sau này chúng ta sẽ học cảm biến, chúng ta sẽ hình dung ra rõ hơn. Rồi mọi người sẽ thấy được ở đây là cảm biến TV, nó cũng chính là một con biến trở. Rồi tiếp theo chúng ta thấy được là biến trở 2 giây. Ví dụ như là con ECT chúng ta cũng là một loại biến trở, nhưng nó là biến trở nhiệt, nó không phải là vặn chúng ta, mà là thay vì vặn nó sẽ tác động bằng nhiệt. Rồi mọi người sẽ thấy được ở đây là một loại biến trở, ví dụ như cảm biến nhiệt độ ECT, EOT của chúng ta cũng là một loại biến trở, đúng không? Biến trở này như nó là biến trở nhiệt. Vâng, xin chào mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta đến cảm biến IAT, cũng là một loại cảm biến nhiệt, cũng là một loại biến trở, nhưng nó lại cảm biến trở này là loại biến trở 2 giây, đúng không? Biến trở 2 giây và nó tác dụng bằng nhiệt. Còn cái việc mà biến trở lúc đấy của chúng ta là tác dụng bằng lực, tức là chúng ta xoay cái lúc vặn thì nó sẽ thay đổi giá trị điện trở. Còn cái việc là hai con cảm biến nhiệt độ này, chúng ta sẽ thấy được là nó tác động vào nhiệt độ để thay đổi giá trị điện trở của nó, đúng không ạ? Rồi cái này sẽ giải thích cho mọi người ở cái phần sau liên quan đến cảm biến thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Còn hôm nay mô phỏng cho mọi người thấy được là cái biến trở chúng ta ứng dụng trên cái cảm biến trên cái tất cả cảm biến như thế nào, đúng không ạ? Rồi cảm biến MAB chúng ta cũng là một con biến trở, cảm biến MAB cũng là một biến trở, nó sử dụng 3 giây. Rồi lúc nãy có một số anh em hỏi là báo xăng, đúng không ạ? Cảm biến báo xăng thì nó cũng là một con biến trở, đúng không ạ? Báo xăng nó cũng là một con biến trở, được không ạ? Báo xăng thì nó cũng là một con biến trở. Rồi báo xăng đời một đời là báo xăng 2 giây, một đời báo xăng 3 giây thì nó sẽ thấy được là mọi người sẽ thấy được là hình dung ra được báo xăng 2 giây là gì, báo xăng 3 giây là gì. Những đời cũ Zimway thì nó sẽ là loại báo xăng 3 giây, nó giống hệt như con chiếc áp mọi người vừa dùng. Còn đời mới nó sẽ sử dụng loại 2 giây, đúng không ạ? Tiết kiệm được 1 giây. Đó, mọi người hình dung ra chưa? Rồi tất cả các cảm biến trên xe nó là một con biến trở. Biến trở ở đây là gì? Để mục đích là thay đổi giá trị điện trở của nó, để cuối cùng ấy em xem nó hiểu nó là điện áp. Thì sau này sau sẽ giải thích sau hơn, đúng không? Rồi giải thích hôm nay nó hơi bị rối, hôm nay nó liên quan đến cái phần kiến thức điện tử nên là nó sẽ có nhiều anh em sẽ bị rối nhá. Rồi mọi người có hiểu cái phần này không ạ? Có anh em nào chưa hiểu comment lại nhá, em sẽ giải thích. Cái này hôm nay sẽ đi chậm một chút để sau mọi người sẽ vào cái phần cảm biến, những buổi sau vào cảm biến thì mọi người sẽ hiểu hơn, rất là rõ hơn rất là nhiều. Đó, về phần cảm biến ấy thì mọi người sẽ nhìn được rõ hơn, hiểu về con cảm biến ấy hoạt động ra làm sao, được không ạ? Đó, mọi người comment đi ạ. Mọi người comment đi ạ. Hôm nay là bài liên quan đến cái kiến thức điện tử, nó tham gia vào xe nó không được nhiều nên một số anh em thấy nó không chưa hiểu lắm, đúng không ạ? Nhưng mà khi anh em sửa xe một thời gian sau còn sẽ thấy được những cái bài này nó rất là hay. Các anh lưu ý báo xăng nó điện trở nó rất là thấp. Ví dụ như đời xe của xe báo xăng của đời xe phun xăng điện tử FI ấy, thì nó chỉ có 10 ohm đến 100 ohm thôi, đúng không ạ? Nó em không nhớ là 100 ohm là hết hay là 110 ohm là đầy, nó khoảng đấy. Nó chỉ dao động từ 10 đến 100 ohm thôi, đúng không ạ? 10 đến 100 ohm. Cái giá trị điện trở ấy. Thôi bỏ qua cái báo xăng nhá, cái đấy nó cổ quá rồi, chúng ta tìm hiểu những cái mới đi.
Rồi chúng ta tiếp tục. À, cái này không có phần mềm gì nhá. Cái này chỉ là cái này thì không có phần mềm nào nhá. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là cái biến trở. À, cái biến trở thì mọi người ok chưa? Cái biến trở này sau này những cái bài học sau liên quan đến cảm biến thì em sẽ giải thích cho mọi người sâu hơn. Vâng. Ở cái này sẽ giải thích sâu hơn trong cái phần mà cảm biến thì nó rõ ràng hơn. Ở đây thì mọi người tìm hiểu về nó bản chất. Được chưa? Rồi. Tiếp theo mọi người sẽ thấy được đến chúng ta. À, tiếp theo chúng ta đến một loại nữa là loại diode, đúng không ạ? Diode. Vâng. Ở mọi người sẽ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến đó là cái phần linh kiện, đó là diode, diode đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được diode ở trên cái mạch điện, chúng ta sử dụng diode rất là nhiều. Diode nó là gì? Là một chất bán dẫn. Đúng không? Chất bán dẫn cho một chiều đi qua, một chiều chặn lại. Đơn giản như vậy thôi. Chỉ cho một chiều đi qua, một chiều cho lặn lại. Thì anh em cho hỏi, bây giờ mọi người thấy được là có, nó vẫn ở cái hình vẽ, cái ký hiệu nó chính là một cái hình mũi tên và một cái đầu chặn lại là gì? Nó sẽ cho đi qua một chiều và nó không cho chạy theo chiều ngược lại được. Phải không ạ? Đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy được ở đây không ạ? Hình ảnh này rất mô phỏng, rất rõ là loại linh kiện là diode cắm và diode gì ạ? Diode dán là hai loại. Những cái đời cũ chúng ta sẽ sử dụng loại cắm, còn đời mới mọi người thấy được cái đồng hồ LCD. Ví dụ ở đây là cái đồng hồ của trên cái mạch của đồng hồ này là chiếc đồng hồ NVX, NVX của Yamaha. Đó, đúng không ạ? Em đang chụp lên cho mọi người thấy được là cái diode này, diode đây, diode vị trí diode dán ở trên cái bề mặt main đấy nó sẽ làm như nào. Đấy, làm vị trí, hình dạng và làm vị trí để chúng ta nhận diện cái linh kiện ở trên cái mạch mạch điện tử, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sử dụng đồng hồ đo thì hôm trước giới thiệu mọi người là cách chúng ta chọn thang đo. Có anh em nào chưa đo diode bao giờ không? Có anh em nào chưa đo diode bao giờ không ạ? Có anh em nào chưa đo diode bao giờ không ạ? Rồi, hôm nay buổi hôm nay nó cũng chán chán một tí nhá. Sau đến buổi sau nó liên quan đến xe thì nó dễ hình dung hơn. Buổi hôm nay nó chưa liên quan đến xe nhiều. Vâng, thì ở đây là diode, diode này nó sẽ có đặc trưng trên hình ảnh, thường cái diode trên mạch điện ấy, thường nó sẽ làm ở trong cái phần nguồn, trên phần nguồn đúng không ạ? Thường là phần nguồn. Rồi bây giờ mọi người thấy được là có anh em nào đã đo diode chưa? Có anh em nào đo diode chưa? Có câu hỏi nhá, mọi người đo diode này. Mọi người đo diode này, tự nhiên tại sao mình chọn thang đo diode ấy thì nó sẽ cho đi qua một chiều đúng không ạ? Thì mọi người sẽ đo diode mà tự nhiên ở trên đồng hồ, mọi người nhìn thấy cái đồng hồ em đang mô phỏng ạ, ở hình ảnh này. Ở cái hình ảnh này mọi người nhìn thấy mô phỏng ạ. Em đo ở đây thang đo diode thì mọi người thấy được là cái que nhá, mọi người lưu ý là cái que này, que đỏ, que đen này phải đo đúng chiều nhá. Đo đúng chiều thì nó mới đo được nhá, còn đo ngược chiều nó sẽ không lên. Có nghĩa là chúng ta sẽ đo một chiều thông và một chiều không thông. Gọi là thông và không thông ấy, nhưng thực tế không phải đâu nhá. Mọi người sẽ phải hình dung ra được này. Tại sao câu hỏi của em này, tại sao mọi người đo diode, chúng ta đo diode nhá, mà khi ở trên đồng hồ chúng ta lại hiển thị nó là volt. Đấy nhá, volt nhá, mọi người sẽ quan sát này. Mọi người quan sát ở đây mọi người nhìn thấy không ạ? Mà ngày mai mọi người sẽ thử đo trên diode ở trên một con diode nào đấy, mọi người sẽ thấy được cái con này dạng như này nhá. Mọi người đo diode nó sẽ ra hiển thị ra là volt này, 0,3, từ có những con nó lên là 0,3, có những con 0,7, 0,5. Thì chúng ta nhìn thấy không ạ? Ở đây chúng ta đo diode, tại sao câu hỏi tại sao mọi người thấy được là chúng ta đo diode nó lại ra điện áp? Câu hỏi này, câu hỏi mọi người nhìn rồi hình dung ạ. Tại sao chúng ta đo diode thì nó lại ra con số điện áp ở đây là 0,5538V đúng không ạ? 0,538V. 0, nhá, 0,538V. Thì mọi người hình dung ra không ạ? Mọi người hình dung ạ, tại sao chúng ta đo diode nó lại ra điện áp? Câu hỏi không ạ? Vâng, trong sạc, trong cái phần nguồn nó rất sử dụng diode rất là nhiều, nó nắn dòng, tí nữa sẽ tìm hiểu phần đấy. Rồi cái câu hỏi là rất nhiều anh em nói là cho đi qua một chiều và không cho đi qua, không cho đi theo chiều ngược lại đúng không ạ? Thì bây giờ có câu hỏi là gì? Mọi người sẽ thấy được là khi chúng ta đo điện áp ấy, đo cái thang đo diode này, chúng ta đo ấy, một chiều thông ấy, gọi là anh em gọi là thông ấy, nhưng mà khi chúng ta thông ấy gọi là thông, nhưng mà thực tế chúng ta nhìn trên máy trên cái đồng hồ ấy của chúng ta nó lại ra là con số là 0,3 và 0,6, 0,7. Có những lúc là 0,3, 0,6, 0,7, 0,5, rất nhiều con số. Thì tại sao nó ra con số điện áp? Mọi người hiểu cái phần này không ạ? Mọi người hiểu phần này không ạ? Có anh nào hiểu phần này giải đáp được không ạ?
Vâng. Rồi có một số anh em trả lời đúng rồi, đúng không ạ? Và em sẽ giải thích luôn cho mọi người đó là gì. Mọi người sẽ thấy được là cái chiều của cái phần diode này nó cũng có điều kiện để nó hoạt động nha. Không phải là chúng ta cấp, tại sao chúng ta đo cái chọn thang đo thông mạch ấy, anh đo bíp ấy thì nó sẽ không làm không hoạt động được. Vì sao? Vì mọi người khi chúng ta đo chuyển thang đo diode ấy thì cái que đỏ chúng ta nó sẽ xuất ra một cái dòng điện nhỏ khoảng xấp xỉ khoảng 1V, đúng không ạ? Khoảng 1V. Thì lúc đó cái diode này chúng ta cũng có điện áp định mức của nó, là ví dụ như là đi từ có một theo chiều gọi là đi từ anode sang cathode, thì mọi người sẽ phải hình dung ra được cái điều kiện của cái diode này nó phải có con điện số điện áp là lớn hơn 0,3V thì lúc này nó mới cho đi qua nhá. Thế nên là cái que đỏ của chúng ta có nguồn điện thì lúc đấy nó mới cho đi qua, còn que đen của chúng ta không có nguồn điện thì lúc đấy không đáp ứng điều kiện định mức của nó là 0,3V thì lúc này nó sẽ không cho đi qua, phải không ạ? Mọi người hình dung cái này không ạ? Thì ở đây mọi người giải thích cho mọi người là gì, khi chúng ta chọn thang đo diode thì cái que đỏ chúng ta ấy, đồng hồ nó sẽ xuất ra một cái dòng điện là khoảng xấp xỉ khoảng 1V, đúng không ạ? Xấp xỉ khoảng 1V, và lúc này chúng ta cấp vào cái que và cái chân anode thì cái chân định mức của cái diode này nó sẽ lớn hơn 0,3V thì lúc này nó sẽ cho đi qua, được chưa? Nó sẽ cho đi qua và lúc này mọi người sẽ đo được nó là định ra khoảng 0,3 đến 0,7V đấy, tùy từng lúc đo, đúng không ạ? Rồi hình dung ra tại sao mọi người đo nó lại ra con số điện áp chưa ạ? Đúng không ạ? Que đỏ chúng ta sẽ xuất ra một dòng điện nhỏ đi qua để vừa đủ để cấp cho cái điện áp định mức của cái diode thì lúc đấy nó mới thấy đủ điều kiện nó mới cho đi qua, đúng không ạ? Phải có tiền, tức là muốn qua cầu thì ông phải nộp lệ phí, đúng không ạ? Phải có lệ phí thì nó mới cho qua cầu, còn không có tiền ấy thì ở lại. Dạ vậy. Và mọi người thấy hiểu phần này chưa? Phần hiểu phần này không ạ? Hiểu thì comment, còn anh nào chưa hiểu thì chúng ta hỏi em sẽ giải đáp cho mọi người. Mọi người hiểu phần này không ạ? Hiểu thì comment đi ạ, bình luận đi ạ, like một cái đi. Hôm nay bắt đầu đến bài học thì chả thấy tương tác gì nhiều. Rồi mọi người thấy được cái hình dung ra cái cách mà em vừa giải thích cho mọi người. Mọi người thấy có hiểu về tại sao diode nó lại là như vậy không ạ? Đúng không ạ? Vì khi chúng ta chọn thang đo diode ấy, mọi người hình dung là diode là nó sẽ cần một cái điện áp định mức, là cái điều kiện là phải lớn hơn 0,3V thì lúc này nó mới cho đi qua. Thế nên là cái que đỏ, cái đồng hồ chúng ta chọn thang đo diode thì cái que đỏ của chúng ta nó sẽ xuất ra một cái dòng điện xấp xỉ khoảng 1V. Thì lúc đấy cái 1V ấy, xấp xỉ 1V của chúng ta nó lớn hơn cái định mức là 0,3V thì lúc này nó sẽ làm sao cho đi qua. Và lúc này cho đi qua thì chúng ta lại đo được cái đồng hồ chúng ta nó sẽ đo được điện áp là 0,3V, đúng không ạ? Đó là như vậy. Đúng không ạ? Thì còn que đen của chúng ta nó là mát, nó sẽ không có điện thì lúc đó chúng ta cấp thì chúng ta đo vào cái chân là gì ạ? Anode thì nó cũng không đủ điều kiện để cho đi qua. Rồi, thì mọi người phải đo đúng chiều nha, diode chúng ta phải đo đều đúng chiều. Thì bây giờ chúng ta xác định được diode sống hay diode chết. Ví dụ như chúng ta đo mà hai chiều nó đều thông nhau ấy, đúng không? Đo hai chiều, ví dụ ta đo hai đầu đều đảo que mà nó đều thông nhau thì lúc này diode chúng ta bị thủng rồi. Còn đúng không ạ? Là một trạng thái hỏng, trạng thái thủng, tức là luôn luôn thông mạch thì chúng ta là thủng, đúng không? Ở trên cái mạch điện của chúng ta ấy, mọi người hình dung ở trên cái mạch điện này không ạ? Ở trên đồng hồ hoặc là trên cái ECM chúng ta ấy, nhiều lúc diode của chúng ta bị chết trong trạng thái là bị chập. Trạng thái bị chập thì lúc đấy chúng ta cứ bật quá điện lên thì làm sao ạ? Đứt cầu chì. Chập quá điện lên đứt cầu chì, đó là do diode của chúng ta bị chập. Nó sẽ thông thẳng ra mát. Nó là như vậy, nó sẽ bị gây ra hiện tượng đứt cầu chì ở trên ECM chúng ta bị chết ấy, bị chập chết thì lúc đấy chúng ta bật quá điện lên thì gây ra hiện tượng đứt cầu chì, nó do diode chúng ta bị chết, trạng thái chập. Thì khi chúng ta đo kiểm thì nó sẽ ra trạng thái là gì ạ? Hai đầu đều thông nhau. Thì lúc đấy diode của chúng ta sẽ bị hỏng rồi nha, thủng rồi, đánh thủng. Đánh thủng ở trạng thái là bị chập với nhau thì luôn luôn thông mạch, thì lúc ấy chúng ta sẽ phải gỡ và thay đi con linh kiện khác. Có một trạng thái thứ hai là trạng thái đầu tiên là bị chập với nhau, tức là đo hai đầu đều thông nhau. Còn trạng thái thứ hai là trạng thái đứt hẳn hoàn toàn, đứt diode, tức là hai đầu chúng ta đều đo nó lớn vô cùng, tức là nó không có trạng thái thông và trạng thái không thông. Đúng không ạ? Đấy, đó là hai trạng thái là như vậy. Hai trạng thái hỏng, một trạng thái bị thủng là do bị đứt, một trạng thái bị hai là bị chập. Nó là như vậy, phải không ạ? Rồi ok, mọi người hình dung ra cái diode này chưa ạ? Vâng, em vừa chia sẻ cho mọi người hình dung ra diode chưa ạ? Mọi người phải đo đúng chiều nhá. Cái que đỏ của chúng ta sẽ phải vào cái vạch mà không có cái đầu màu trắng này nhá. Rồi mọi người nhìn hình dung ở trên cái bảng này không ạ? Nếu chúng ta sử dụng đồng hồ đo, cái que đỏ chúng ta phải cấp vào cái đầu bên này. Đừng que đen chúng ta sẽ phải cấp vào cái đầu màu trắng thì chúng ta mới đo được. Vâng, nó bị sụt áp ấy. Đúng rồi, anh Giang nói đúng ạ. Nó bị sụt áp, bao giờ cũng vậy, nó sẽ bị sụt áp. Và một chút nữa mọi người sẽ hình dung ra được cái con cảm biến, con diode Zener nhá. Diode nó rất nhiều dạng nhá, diode Zener thì chút nữa sao ta tìm hiểu vào diode Zener. Đó. Rồi ok chưa ạ? Để chúng ta chuyển qua phần mới.
Rồi mọi người chưa hiểu thì cứ tương tác bình thường nha, em sẽ giải đáp cho mọi người. Rồi, dễ hiểu không ạ? Rồi tiếp theo, bây giờ mọi người thấy được ứng dụng của diode trên mạch điện của chúng ta sẽ thường thấy ở đâu? Mọi người thấy được trong IC sạc đúng không ạ? Trong những cái phần con nạp ấy, mọi người hay gọi con nạp điện hay con sạc ấy, đúng không ạ? Thì gọi là sẽ thấy được là cái diode này nó sẽ ứng dụng trong diode sạc rất là nhiều, trong cái phần sạc điện rất là nhiều. Và mọi người thấy được cái ứng dụng trong diode sạc, ví dụ như là chúng ta sử dụng một diode cũng được. Nhưng mọi người sẽ thấy được là cái đời mà chúng ta thấy được đời này chúng ta lắn một qua một diode chẳng hạn, đúng không ạ? Ta sử dụng một diode chúng ta lắn thì nó sẽ lấy được cái điện áp dương, còn điện áp âm nó sẽ bị ngắt đi, nó sẽ mất. Thì chúng ta thấy được cái ví dụ như cái đời bóng đèn dimway chúng ta ấy, mọi người thấy được là cái bóng đèn chúng ta khi không có bình ắc quy mà chúng ta nổ garanti, hoặc là thấy đèn chúng ta phập phù đúng không ạ? Đó là, hoặc là chúng ta lắp cái đèn led vào cái xe như dimway ấy, chúng ta thấy được là khi chúng ta lổ mà garanti thì chúng ta thấy đèn nó sáng phập phù là vì lúc này là diode nó không ổn định, đúng không ạ? Lúc có điện lúc mất điện, lúc có điện lúc mất điện, lúc có điện mất điện, thì nó là như vậy. Còn sau này chúng ta lắn cái qua bằng diode cầu chẳng hạn, ví dụ sử dụng 4 diode như này, thì chúng ta sẽ thấy được cái ánh sáng của đèn nó sẽ đều hơn một chút, nó vẫn tất nhiên là nó sẽ vẫn là gì ạ, gợn, là sáng tắt chớp, gọi là mình hay thấy đèn gọi là chớp đèn ấy, là vì lý do là nó không ổn áp, đúng không ạ? Không ổn áp thì nếu sử dụng 4 diode thì nó sẽ đều hơn một chút, nó sẽ ổn định hơn một chút, đúng không ạ? Đấy là ứng dụng trong cái phần cái diode của chúng ta, nó là như vậy. Diode đúng không ạ? Xem được chưa ạ? Mọi người xem được chưa ạ? Rồi thấy nó lag quá. Rồi ổn chưa ạ? Rồi vẫn còn hơn 300 anh em ở lại đúng không ạ? Rồi cố gắng. Em không biết là mạng nào. Ổn chưa mọi người? Ok thì mọi người comment ok để em sẽ tiếp tục nha. Rồi chấp nhận thôi. Mạng lag quá, bây giờ mình ngắt đi thì nó lại phải làm lại từ đầu. Đó em thấy có vẻ ổn rồi đấy. Mọi người comment giúp em là được không ạ? Xem được chưa ạ? Rồi ok chưa? Rồi em thấy bắt đầu mượt lại rồi đấy. Bắt đầu mượt lại rồi. Mạng lại thông rồi đúng không ạ? Mạng lại thông rồi. Rồi ok mọi người comment đi được không? Em thấy được là bắt đầu xem chạy mượt rồi đấy. Mọi người comment. Rồi thấy chạy ngon rồi. Vẫn còn gần 400 anh em theo dõi đúng không ạ? Rồi mọi người xem được không? Mọi người comment giúp em ấy để chúng ta chuyển sang tiếp theo này. Hiện tại chưa nhìn thấy bình luận mấy đâu. Thấy thì like và thả tim thôi. Được chưa ạ? Mọi người hình dung ra được cái diode chưa ạ? Hình dung ra diode chưa ạ? Comment đi ạ, comment diode chưa ạ? Được chưa ạ? Để chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Đó là cái phần... tiếp theo là liên quan đến cái phần diode, rất nhiều diode nha, diode rất nhiều thứ liên quan diode. Rồi diode đây là diode thường sử dụng trong nguồn, thường sử dụng trong mạch nguồn. Đấy ngon rồi mà, chưa thấy bình luận nhỉ? Thấy thả tim suốt không thấy bình luận đâu. Khoan ta nào lại mà. Thử em chờ em chút. Rồi thế hoạt động bình thường rồi, Rồi lại ok rồi đúng không ạ? Lại hoạt động rồi. Vâng. Rồi ok, chúng ta tiếp tục nhá, tiếp tục bị tụt mất rồi, tụt view rồi, vẫn còn hơn 200 anh em thôi, gần
Rồi tiếp tục hoạt động rồi, em thấy mạng bắt đầu trôi rồi. Đợi cho mạng ngon ngon là chạy nó mới bon đúng không ạ? Đang chạy mà lác lác nó đơ gián đoạn lắm đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục là cái phần diode vừa rồi đi qua cho mọi người, chúng ta hình dung ra được cái việc tại sao chúng ta đo diode thì nó một chiều thông một chiều không thông, và diode hỏng nó sẽ có hai tình trạng, đó là một trạng thái là đứt hoàn toàn tức là đo không có thông mạch, không thông mạch. Còn trạng thái thứ hai là trạng thái chúng ta đo nó sẽ thường thông cả hai đầu thì lúc đều là hỏng đúng không ạ? Đều là hỏng. Vâng. Livestream lúc nào cũng tầm 400 anh em trở lên thôi. Và hôm qua gần 600 anh em đúng không ạ? Hôm nay thì bị tụt rất nhiều do mạng lag quá. Đang chạy đến đoạn đấy thì nó lag đờ. Rất buồn đúng không ạ? Đang vào cầu. Rồi tiếp tục nha mọi người, hình dung vào tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Và vừa rồi là vừa giới thiệu mọi người về phần diode. Rồi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là liên quan đến cái phần đèn led. Led thì cũng là một diode, người ta sẽ gọi là diode quang, đúng không ạ? Đèn led. Thì mọi người thấy được cái ứng dụng của đèn led bây giờ đến phổ thông rất nhiều rồi, rất nhiều đều sử dụng đến đèn led. Mọi người thấy được là cái led ví dụ như là cái đèn bóng đèn sử dụng chúng ta ở nhà bây giờ, chúng ta thấy bóng đèn tip led này, rồi bóng đèn tròn bằng led này, rồi rất nhiều thứ đều sử dụng bằng led vì thứ nó sẽ làm sao ạ? tiết kiệm năng lượng hơn, đúng không ạ? Tiết kiệm năng lượng hơn thì thấy được cái hữu ích của nó tốt hơn. Và thứ hai đến mọi người thấy được thời điểm bây giờ là xe máy của chúng ta cũng đều sử dụng bằng công nghệ chiếu sáng bằng led rồi, đúng không ạ? Công nghệ chiếu sáng bằng led thì mọi người thấy được là một cái chip ở ví dụ như ở đây mọi người đang nhìn ở cái mạch em đang vẽ ở trên này, mọi người thấy được là cái ví dụ đây một cái mạch của cái chip bóng đèn pha của đời xe Exciter, một cái chip led rất là nhỏ nhưng cường độ ánh sáng của nó rất là lớn, mọi người thấy đúng không ạ? Cái ứng dụng của cái đèn led này bây giờ bắt đầu phổ thông, mọi người thấy được là tất cả các xe công nghệ đời mới bây giờ đều sử dụng bằng đèn led, phải không ạ? Đều sử dụng bằng đèn led đó, cái ký hiệu của nó vẫn giống như một diode. Thì người ta gọi đây là led này, đèn led này người ta gọi là diode quang. Nó sẽ làm sao? Ở đây mọi người thấy được là vẫn là một diode đo, mọi người vẫn phải đo đúng chiều thì nó mới có giá trị, mới đo được giá trị của đo được cái bóng đèn này, diode này, cái đèn led này. Và mọi người thấy đúng là chúng ta lắp bóng đèn mà chúng ta lắp ngược đầu hoặc ngược chiều ấy, điện áp thì nó sẽ không hoạt động, không đúng không? Nó không sáng. Đó là như vậy, nên là chúng ta phải lắp đúng chiều. Đó, diode quang, nó chính là led. Thì mọi người sẽ thấy được là đối với cái dòng xe đồng hồ ấy, cái đồng hồ hiển thị kỹ thuật số ấy, ví dụ như đồng hồ của những cái dòng xe LED AB hay là những cái dòng xe đời mới bây giờ đều sử dụng đồng hồ LCD, thì mọi người thấy được là đều có cái bóng đèn led ở phía dưới main để nó chiếu sáng cho cái đèn lèn của chúng ta ấy, đúng không ạ? Ngày xưa cái đèn lèn của chúng ta đều là bóng sợi đốt, nhưng bây giờ nó chuyển sang là bóng bằng gì ạ? Bóng led hết rồi, đúng không ạ? Bóng led hết rồi. Vâng. Đây không nhìn được nhỉ? Đây rồi. Vâng. Sao nó lại chạy ra kiểu kia nhỉ? Mọi người chờ em chút nhé, em đang không nhìn thấy cái gì cả. Mạng này nào? Không nhìn được cái gì nên là không biết tương tác kiểu gì. Buồn lắm. Mọi người chờ em chút, em đang không. Vâng. Lại ngon rồi. Lại em không nhìn thấy cái tương tác gì cả, không biết mọi người đang ở phần nào. Rồi ok, mọi người thấy được là cái phần ứng dụng của đèn led bây giờ nó rất là phổ thông rồi, rất phổ biến rồi đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được là cái đèn led nó rất hữu ích trong công việc chúng ta. Vâng, thì chúng ta thấy được là cái đèn pha của chúng ta, mọi người thấy được ở trên cái ví dụ hai cái hình ảnh ở đây là một cái đời xe đời Ambulance đời 2020, 18, 19, 20 đã bắt đầu sử dụng đến công nghệ đèn led rồi. Và đến thời điểm bây giờ gần như là 100% sử dụng đèn led, chỉ có một số đời xe nó giá trị thấp, ví dụ như Vision thì nó vẫn sử dụng đèn sợi đốt. Còn đâu tất cả các đời như LEED AB, SH Mo rồi P6 đều sử dụng cái đèn led rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy đều được sử dụng đèn led. Còn đời cũ ví dụ Vision thì nó mới vẫn còn sử dụng đời bằng đèn halogen, đèn sợi đốt đúng không ạ?
Rồi, mọi người thấy được ứng dụng của đèn led rất là nhiều. Và mọi người để ý này, chúng ta có nhiều anh em này. Mọi người để ý là cái đèn led này mọi người thấy được là chúng để chúng ta phân biệt được cái đầu nào đầu chiều âm chiều dương không ạ? Chiều nào chiều âm chiều dương không ạ? Chiều âm chiều dương. Thì mọi người sẽ thấy được nếu chúng ta mua một cái bóng đèn mới, ví dụ ở đây là mọi người quan sát đây một cái bóng đèn mới này. Một cái bóng đèn mới mà chúng ta mua về ấy, thì nó sẽ có một cái chân dài, một cái chân ngắn. Thì cái chân dài thường nó sẽ là cái chân dương của chúng ta. Nó sẽ được quy ước là chân dương. Đấy, chân dương. Nếu chúng ta mua mới nhá, bóng mới nhá, bóng mới mua về thì nó sẽ có quy ước là chân dài hơn sẽ là chân dương và chân ngắn hơn sẽ là chân âm. Và mọi người sẽ nhìn nếu những cái đời xe sau này những cái sau này mọi người nhặt được hoặc là ta tận dụng chúng ta lấy ở cái bên cũ ra chúng ta cắt ra thì chúng ta không biết phân biệt được chân nào chân dương chân âm. Thì chúng ta sẽ phải nhìn trên ở trên này nó sẽ có một bản cực ở trong cái bóng ấy, mọi người nhìn vào trong cái bóng sẽ có bản cực ở đây nó chính là một cái bản to và bản nhỏ. Cái bản nhỏ này nó sẽ là chân dương. Chân cộng ấy, chân dương của chúng ta. Còn chân bản to hơn thì nó là chân âm, chân mát. Đấy là cách chúng ta phân biệt về cái bóng đèn led ở trên này. Phân biệt bóng đèn led nhá. Phân biệt bóng đèn led. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người hình dung ra cái phương pháp và cách chúng ta kiểm tra cái bóng đèn và chân nào là chân dương, chân nào chân âm không ạ? Vâng. Mất mạng một cái tụt ngay xuống còn khoảng 400 anh em đúng không ạ? Rồi mọi người tương tác là chúng ta hiểu phần này không ạ? Mọi người hình dung ra ở bóng đèn led vừa rồi mọi người học ở cái đoạn là gì ạ? Điện trở, nó cũng có một loại điện trở thường và một điện trở công suất. Điện trở thường là sử dụng trong những cái mạch tín hiệu, điện trở công suất là sử dụng trong những cái mạch công suất lớn. Ví dụ như là chúng ta thấy được là ở trong cái bóng đèn led này cũng vậy, nó cũng có một loại là một điện led thường và led công suất. Ví dụ led thường mọi người thấy được là chúng ta hay mua là những cái bóng đèn dạng hình như này thì gọi là bóng led thường. Bóng led thường. Còn chúng ta thấy được là cái trong bóng đèn pha của chúng ta sẽ gọi là bóng led công suất. Công suất nó rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta thấy được là đèn chiếu một cái chip led rất là nhỏ như này. Một cái chip led rất nhỏ nhưng nó chiếu thì ánh cường độ ánh sáng nó rất là lớn. Chúng ta thấy được không ạ? Đây là một cái chip led rất nhỏ nha. Chip led này rất là nhỏ bằng bằng một cái điện so sánh như nào nhỉ? bằng cái đầu đũa của chúng ta thôi. So sánh đầu đũa thì chúng ta thấy được là mặc cường độ dòng điện nó cái cường độ ánh sáng của nó rất là lớn. Và đúng không ạ? Rất là lớn. Nên là người ta tận dụng và người ta để tiết kiệm năng lượng cho cái bình ắc quy chúng ta. Nó là như vậy. Rồi ok chưa ạ? Mọi người hình dung ra được cái đèn led chưa ạ? Đèn led cái này thì mọi người ở đời xe đời mới mọi người sẽ phải nên cập nhật thêm cái kiến thức để tránh rủi ro. Trong thời gian vừa rồi em thấy rất nhiều anh em bị rủi ro là đấu cái tách đèn cho những cái dòng xe AB 2020 hoặc là những cái dòng xe của Vario chết bóng đèn rất nhiều, chết đèn, chết led, chết ECM rất là nhiều. Đúng không ạ? Cái mạch điều khiển đèn led này nó khác rồi, nó điều khiển bằng điện áp. Điện áp, đúng không ạ? Tăng giảm điện áp theo cái số bóng thì nó sẽ thay đổi điện áp theo. Rồi thì đấy là cái giới thiệu mọi người qua đến cái phần đèn led. LED bản chất nó cũng là một loại diode nhưng nó là diode quang, đúng không? Rồi tiếp theo mọi người sẽ đến một cái loại nữa là loại diode Zener. Một loại nữa là loại diode Zener, mọi người thấy được là trên những cái dòng xe như là cái xe như chiếc xe của SR, những chiếc xe basic nhập thì đều có sử dụng cái loại ổ khóa có con diode Zener ở bên trong, đúng không? Diode Zener bên trong. Thì mọi người hình dung ra diode Zener thì nó cũng giống như một loại diode thường kia, nhưng nó lại một loại định mức nữa là cái định mức của nó lớn hơn cái con số định mức của cái giá trị điện giá trị của cái diode Zener này thì nó sẽ cho đi qua đi theo ngược lại, đúng không ạ? Ví dụ cái diode này chúng ta sẽ phải lắp ngược lại so với cái diode thường kia. Diode thường kia chúng ta sẽ lắp theo xuôi theo chiều cái chân, ví dụ như là cái chân bóng đuôi này mọi người hình dung theo chiều mũi tên này thì chân anode sẽ là chân dương, đó anode sẽ là chân dương, còn chân cathode này nó sẽ đi qua là một chiều đi qua, đúng không ạ? Chiều đi, chiều anode là chiều cấp nguồn đi qua. Còn đối với cái dòng cái diode Zener này thì nó lại ngược lại nhá. Diode Zener này nó sẽ ngược lại thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là gì ạ? Cái ngược lại. Ví dụ như ở đây mọi người thấy được là cái ví dụ như là ở trên cái dòng xe diode Zener của dòng xe SR thì mọi người sẽ thấy được cái diode Zener này, cái đầu này, đầu màu đen này. Cái đầu màu đen này nó sẽ được lắp với dương. Định mức như nào? Thì mọi người sẽ hình dung như này nhá. Mô phỏng như nào nhá? Mọi người hình dung ra được cái rất nhiều anh em nói là cái đi qua diode Zener tạo cái chân màu hồng ở trên cái ổ khóa đúng không ạ? Trên về ECM này thì nó có điện áp khoảng 9V đúng không ạ? 9V. Thì mọi người thấy được là cái diode Zener này mọi người mua ấy, mọi người hay mua cái con diode Zener hay ra cái cửa hàng phụ tùng ấy hay là các cửa hàng linh kiện điện tử mọi người hay mua là gì ạ? Bán cho em con diode Zener 3,3V chẳng hạn đúng không ạ? Thì theo mọi người tại sao lại phải mua con 3,3V? Để mọi người giải thích cho mọi người nha. Cái này hơi đang hơi dối để cách giải thích cho mọi người.
Thì mọi người hình dung ra được này, cái câu hỏi này tại sao mình muộn phải mua con diode Zener 3,3V không phải con số khác, vì sao ạ? Mọi người comment bình luận nha, theo cách hiểu của mình nha, sẽ giải thích cho mọi người cái phần này luôn. Rồi mọi người comment bình luận nha, comment theo cách hiểu mình thôi là tại sao chúng ta lại phải mua con diode Zener 3,3V. Vâng, rất nhiều anh em comment rất là đúng rồi, đúng không ạ? Bản chất là gì, cái diode Zener này nó sẽ có điện áp định mức của nó là 3,3V. Khi chúng ta đi qua điện áp của chúng ta lớn hơn con số là 3,3V, ví dụ như là chúng ta điện áp nguồn của chúng ta là 12,6V chẳng hạn, đúng không ạ? Điện áp của chúng ta, điện áp nguồn ở bình ắc quy chúng ta thường thường nó sẽ là khoảng 12,3 hơn 12V, cứ gọi 12V đi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được là điện áp định mức của cái diode Zener này nó là lớn hơn 3,3V thì nó sẽ cho đi qua. Thì cái điện áp bình ắc quy của mình nó đủ điều kiện là gì ạ? Lớn hơn con số là 3,3V, đúng không ạ? Điện áp bình của chúng ta là 12V 6 mà, thì lớn hơn điện áp định mức là 3,3V, thì lúc này diode Zener sẽ cho điện áp đi qua và lúc này nó sẽ giữ lại 3,3V, hay còn gọi anh em hay gọi là sụt áp, đúng không ạ? Sụt áp. Thì con số là gì ạ? 12V trừ đi 3V thì nó sẽ ra con số là 9V, đúng không ạ? Ra con số 9V. Đó là cái tại sao mình sử dụng con diode Zener 3,3V là như vậy. Anh em hay gọi đó là gì ạ? Giữ lại 3V, hay còn gọi là gì ạ? Sụt áp. Sụt áp là 3V, đúng không ạ? Sụt áp 3V. Thì sau khi 12V đi qua nó sẽ bị sụt áp khoảng 3V, thì còn lại là điện áp khoảng 9V. Thì ESM, mọi người hình dung này, cái cuối cùng ấy, ESM nó chỉ hiểu cái chân giấy, chân đấy là chân màu hồng. Cái chân màu hồng đấy nó có 9V thì nó sẽ hiểu được là đã đủ điều kiện. Nó không quan tâm là diode hay không quan hay là vấn đề khác. Mọi hình dung là tạo ra điện áp khoảng 9V đưa về cái chân màu hồng đấy, nó sẽ hiểu ngay nó là hoạt động bình thường. Rồi có rất nhiều cách để chúng ta làm ra cái tạo ra điện áp 9V. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái IC ổn áp tạo ra điện áp 9V. Đúng không ạ? Điện áp 9V là ví dụ như là LM7809 chúng ta tạo ra điện áp 9V cũng được, hoặc qua những con điện trở để sụt áp xuống còn 9V cũng được. Có nghĩa là mình hình dung ra được là chúng ta tạo ra điện áp 9V đưa về cái chân màu hồng đấy trên ESM thì là chúng ta sẽ thấy được là ESM sẽ hoạt động bình thường. Còn nếu chúng ta bị lỗi cái chân màu hồng đấy, không có điện áp 9V thì lúc này ESM, đèn FI ở trên cái đồng hồ của chúng ta sẽ sáng suốt, và lúc này chúng ta kết nối với máy chẩn đoán ấy. Kết nối với máy chẩn đoán là chúng ta sẽ thấy được là cái chỉ số, tất cả các chỉ số bên trong ESM đọc ra chỉ số nó loạn hết lên, nó thay đổi loạn hết lên, nó không đúng mức chỉ số của xe. Đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta thấy được xe chúng ta không đề được, hoặc là không đổ máy, không có bơm xăng, không có cao áp. Đó là lỗi liên quan đến cái diode Zener này. Mọi người hình dung ra được là nếu nó lỗi về diode Zener thì cái việc là cái biểu hiện của nó sẽ là đối với dòng xe SR nhá, chỉ có SR có thôi. Basic thì cổ rồi thì chúng ta không tính. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái xe SR là khi chúng ta bị lỗi diode Zener hoặc là cái chân màu hồng ấy mất điện 9V thì lúc này cái đèn FI chúng ta sẽ sáng suốt nhá. Đèn FI sáng suốt và lúc này chúng ta sẽ kết nối với máy chẩn đoán thì nó sẽ ra thông số sai, loạn hết lên. Đó là như vậy, những cái chỉ số. Thì lúc này chúng ta phải kiểm tra ngay cái chân màu hồng tạo ra có điện áp 9V chưa, đúng không ạ? Và cái tin vui cho mọi người là chúng ta sử dụng cái đồng hồ, cái máy chẩn đoán Smartoon để chúng ta lạp cái phần mềm vào, thì lúc này chúng ta sẽ bỏ đi cái chân diode Zener là được luôn. Sau này chúng ta không cần phải diode Zener nữa, chúng ta vẫn hoạt động bình thường, đúng không ạ? Rồi, mọi người hiểu không ạ? Rồi, cái bây giờ chúng ta sẽ mua diode Zener 3,3V. Chúng ta lưu ý là cái đầu này chúng ta phải lắp ngược lại nhá. Đầu lắp ngược lại, cái chân màu đen này, cái đầu màu đen này chúng ta sẽ phải nối với dương 12V sau khóa, và chân còn lại sẽ đưa về ESM. Mọi người hình dung chưa? Mọi người hình dung phần này chưa? Nếu được rồi thì chúng ta ok, chúng ta để chuyển sang phần tiếp theo. Nếu được rồi chúng ta ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo được không ạ? Comment ok đi ạ. Rồi thì linh kiện này thì chúng ta cũng có rất nhiều dạng cắm, dạng gì ạ, dán. Với những cái xe chúng ta sử dụng dạng dán. Và ok, các anh em nào chưa hiểu chúng ta có thể xem lại được nhé.
Vâng, chào anh Phong, lâu lắm gặp đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo. Mọi người sẽ thấy được cái diode Zener này sau này các anh sẽ sử dụng được nha. Có thể sử dụng những con điện trở nữa. Em chưa đo con điện trở là bao nhiêu thì em ít khi ứng dụng, vì sau này, vì thời điểm bây giờ là dùng máy smart tool nạp vào là bỏ nó đi được rồi. Chống hao xăng, chống hụt giật là đã bỏ được đi rồi nên đỡ phải quan tâm. Rồi ok, chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo. Mọi người thấy được là ở trên cái phần diode Zener này, nó thường là ở trong những cái phần mạch bảo vệ. Mọi người thấy được là trong những cái dòng xe sử dụng khóa thông minh smart key của chúng ta đúng không ạ? Có cái con diode Zener ở bên trong này. Một số anh em là cái xe khách hàng quên tắt chìa khóa, bị hết bình ắc quy thì dắt đến cửa hàng mình, và nhiều anh, một số anh em là chúng ta vừa sạc bình vừa đề đúng không ạ? Thì nó sẽ gây ra hiện tượng chết nổ cái con gì ạ? Điện áp. Chết cái con diode Zener này thì gây ra hiện tượng bị cứ bật khóa điện lên là bị đứt cầu chì đúng không ạ? Đứt cầu chì. Nó chính là do con diode Zener bên trong này nó bảo vệ quá áp. Điện bảo vệ quá áp nhá. Mọi lưu ý là cái diode Zener này nó bảo vệ quá áp. Là khi lớn hơn điện áp định mức của nó sẽ hy sinh, nó chết. Và lúc này chết nó sẽ bằng cách là gì ạ? Nối thẳng ra mát. Nên là mỗi lần khi chúng ta bật khóa điện lên thì chúng ta thấy được là xe của chúng ta bị đứt cầu chì. Đó là lý do là do cái diode Zener này chúng ta bị chết rồi. Đúng không ạ? Chúng ta có thể tháo ra, chúng ta gỡ ra, chúng ta thay con diode Zener này, hoặc chúng ta bỏ đi. Nếu chúng ta bỏ đi thì lần sau có chẳng may có điện áp quá cao thì nó sẽ không bảo vệ nữa. Thì nên tốt nhất mọi người nên mua những con diode Zener để về thay thế vào trong cái này. Ở trong cái mạch cái xe smart key của chúng ta đều có diode Zener này nhá. Diode Zener này đều có nhá. Trong mạch đồng hồ của chúng ta cũng có. Trong mạch đồng hồ của chúng ta cũng có nhá. Một số đồng hồ đắt tiền như SH nó cũng sẽ có cái diode Zener này để mục đích bảo vệ quá áp. Đúng không ạ? Khi chúng ta gây ra hiện tượng mà chẳng may chúng ta vô tình chúng ta sạc điện áp quá cao ấy. Sạc điện áp quá cao, nó gây ra hiện tượng là chết gì ạ? Chết diode Zener. Nó gây ra hiện tượng bị chập, và khi mỗi lần chúng ta mở khóa điện lên là nó bị đứt cầu chì, đó là lý do như vậy. Chúng ta có thể gỡ bỏ nó đi. Nhưng mà nếu mà gỡ bỏ nó đi thì nó sẽ mất đi một cái phần bảo vệ. Đúng không ạ? Lần sau mà tiếp tục xảy ra thì nó gây ra hiện tượng chập cháy, chết SU, chết ECM. Đúng không ạ? Hư hại rất là nhiều. Thì đây là cái phần linh kiện này, nó sẽ là gọi là giống như là hy sinh ấy, đúng không ạ? Hy sinh cho chết để bảo vệ bằng bên sau. Rồi được chưa ạ? Có hình dung ạ? Cái mạch hình dạng của nó rất là đơn giản, là chúng ta nhìn qua nó giống như một cái nó là hình dạng bằng nhôm nhá, hình dạng bằng nhôm. Chúng ta có thể bỏ đi được. Bỏ đi được. Chẳng qua là sau này nếu nó chẳng may nó xảy ra cái lại lặp lại cái tình huống vừa rồi gây ra hiện tượng chết thì nó làm chết cái linh kiện bên trong. Vâng, chào anh Tuấn Kiệt. Chào anh Kiệt đúng không ạ? Bỏ đi cho nhẹ. Bỏ nhiều chứ anh Kiệt? Rồi ok chưa ạ? Mọi người hình dung chưa ạ? Diode Zener là một bảo vệ quá áp cho chúng ta. Trong đồng mạch đồng hồ cũng có nhá. Rồi tiếp theo chúng ta đến một loại nữa là loại photodiode. Photodiode nhá. Photodiode này, photodiode mọi người hình dung là cái tiếp theo là cái vừa rồi là LED. Đúng không ạ? LED. Thì gọi là diode quang. Bây giờ tiếp theo chúng ta đến một loại nữa là photodiode. Nó thường dùng do một cái mạch gọi là mạch cảm biến quang học, mạch cảm biến quang học. Mọi người hình dung ra thấy được có, chúng ta có những cái mạch là bảo ở sân vườn đúng không ạ? Cứ tối đến là cái đèn ở vườn nó tự động sáng lên và sáng tự động đèn nó tắt đi không? Nó chính là cái lấy cái con photodiode này, chính là con này sử dụng làm cảm biến quang học. Tức là nó sẽ phát hiện được trời sáng, trời tối. Thì khi trời sáng, trời tối thì bằng cách nó sẽ thay đổi giá trị điện trở của nó để mục đích làm cái nó, người ta thường sử dụng nó để làm cái con cảm biến, đúng không? Cảm biến quang học, ví dụ như là chúng ta có thể làm sử dụng trên cái mạch ở trên đờ xe, chúng ta là đi qua đường hầm thì tự động đèn nó sáng lên, và đi ban ngày thì tự động đèn nó tắt đi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đó là cái cảm biến, sử dụng nó làm cảm biến quang học. Cảm biến quang học nhá. Thì cái này mọi người có thể chúng ta mua sẵn cái mạch cũng được, đỡ phải mất công chế. Mua sẵn cái mạch ở trên module ấy, module người ta bán sẵn rồi. Thì mọi người lên trên Google ấy, mọi người search là mạch cảm biến quang học. Mạch cảm biến quang học hoặc là mạch cảm biến ánh sáng thì người ta bán cho hẳn sẵn cho mình cái module rồi. Người ta thiết kế đẹp 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 rồi, người ta ổn định rồi, thì mọi người chỉ việc mua về và đấu thêm cái quang dơ le thôi. Lấy cái tín hiệu này, tín hiệu điều khiển dơ le để dơ le điều khiển các cái tín hiệu như là đèn. Vì đèn chúng ta công suất lớn, nếu chúng ta sử dụng cái qua cái con mạch này nó sẽ không chịu được nhá. Chúng ta sẽ sử dụng qua bằng cách là điều khiển quang dơ le để cho cường độ dòng điện nó lớn hơn, điều khiển được cái bóng đèn, điều khiển rất nhiều thứ bên trong. Chúng ta sử dụng nó để làm cảm biến nhá. Được không ạ? Rồi cái này thì giới thiệu qua mọi người thôi, còn cái này mọi người sẽ mua ở module ở trên thị trường bán sẵn rồi. Các anh có thể mua là module là điều khiển cảm biến quang học ấy là sẽ được. Đó, sẽ bán rất nhiều. Anh em thích về chế cho khách hàng là đi qua đường hầm tự động đèn nó tắt. tự động đèn nó sáng lên và đi ra ban ngày thì tự động đèn nó tắt, tối trời tối tự động bật đèn.
rất nhiều cái ứng dụng đúng không ạ? Đó là cái cảm biến, cảm biến quang học, đúng không ạ? Rồi ok, cái này chỉ giới thiệu qua cho mọi người thôi. Tiếp theo ở cái tụ điện thì mọi người bỏ qua vì trong cái phần sửa xe chúng ta ít khi sử dụng đến cái phần tụ điện, đúng không ạ? Tụ điện thì bỏ qua. Rồi bây giờ em có một câu hỏi này cho mọi người này. Cái này nó rất quan trọng trong cái vấn đề là sau này chúng ta sẽ học về đọc hiểu sơ đồ nhá. Rất quan trọng trong mà đọc hiểu sơ đồ, và chúng ta sẽ hiểu được nó thì chúng ta sẽ hình dung ra rất nhiều về trong cái vấn đề là các cái cơ cấu chấp hành, ví dụ bơm xăng kim phun bobin đánh lửa tại sao nó lại phải có 12V, thì cái này sẽ giải thích cho mọi người ở những cái phần sau này. Được không ạ? Rồi bây giờ em có câu hỏi này. Cái câu hỏi này mọi người sẽ hình dung ra để một cái cuộn dây của chúng ta nó có mấy đầu, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu được hơn về vấn đề này. Một cái cuộn dây của chúng ta có mấy đầu dây? Một cuộn dây có mấy đầu? Một cuộn dây có mấy đầu ạ? Giải đáp được cái vấn đề này thì sau này chúng ta sẽ phục vụ cho cái công việc là chúng ta đọc hiểu sơ đồ, để chúng ta nhìn thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ví dụ như chúng ta nhìn vào biết ngay con kim phun này, ở phần kim phun này nó có bao nhiêu vôn, biết ngay ở mobin này có bao nhiêu vôn, biết ngay ở bơm xăng có bao nhiêu vôn, biết ngay ở cái van cầm chừng nhanh có bao nhiêu vôn, biết ngay ở cái van thông hơi bình xăng có bao nhiêu vôn, chúng ta đều nhìn được. Vâng, có hai đầu vào ra đúng không ạ? Một cuộn dây nó chỉ có hai đầu đúng không ạ? Còn nếu chúng ta cắt thành nhiều đầu thì nó lại khác. Đúng không ạ? Vào ra chỉ có hai đầu thôi. Một cái mạch điện rất cơ bản như này nhé, mọi người hình dung ra, rất cơ bản như này, nó chính là cái mạch điện, để mọi người hình dung ra được cái một cuộn dây có hai đầu, đúng không ạ? Thì kim phun của chúng ta cũng là một cuộn dây, mô bin của chúng ta cũng là một cuộn dây, rồi thì gì ạ? Van từ cầm chừng nhanh của chúng ta cũng là một cuộn dây, đúng không ạ? Thì sau này sẽ giải thích cho mọi người tại sao. Cái này em chỉ hỏi thôi, sau này em sẽ giải thích ở những cái phần đọc hiểu sơ đồ, nó rất là hay khi chúng ta hiểu được là một cuộn dây có hai đầu ứng dụng như thế nào, đúng không ạ? Một câu hỏi rất đơn giản. Vâng, ok, hai đầu ai cũng hình dung ra là hai đầu, đúng không ạ? Và sau này mọi người hình dung ra hai đầu này nó để làm gì nhá, nó ứng dụng như thế nào để chúng ta nhìn trên mạch điện chúng ta biết ngay nó là bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Đó, anh em có hình dung ra muốn đọc mà anh em muốn nhìn một phát biết ngay cái chân đấy có bao nhiêu vôn không, ở trên sơ đồ không? Chỉ thông qua cái câu hỏi là một cuộn dây có mấy đầu ấy, đúng không? Rất cơ bản nhá, nó là đây rất cơ bản, rất cơ bản thôi, rất đơn giản đi, nghĩ đơn giản đi để cho mọi thứ nó đơn giản. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Bây giờ cùng tìm hiểu này, tại sao lại có câu hỏi là một cuộn dây có mấy đầu, đúng không ạ? Một cuộn dây có mấy đầu, đúng không ạ? Câu hỏi rất đơn giản. Và sau này ngày mai ngày kia mọi người sẽ học đến những cái cảm biến, những cái cơ cấu chấp hành, mọi người thấy tại sao nó cũng như thế thôi, đúng không ạ? Rồi nhá, bây giờ có câu hỏi này, lại có một câu hỏi nữa. Rồi mọi người hình dung không ạ? Mọi người hình dung ở đây nhá, mọi người hình dung ra bắt đầu chúng ta tìm hiểu về dơ le. Thì khi chúng ta, nếu chúng ta không hiểu kỹ về dơ le thì chúng ta sẽ bị vật tung người, đúng không ạ? Rồi sau này chúng ta sẽ học về những cảm biến, những cái cơ cấu chấp hành như bơm xăng kim phun có bao nhiêu đầu, đúng không ạ? Rồi bây giờ một cái cơ bản nhất, mọi người thấy được cái dơ le của chúng ta không ạ? Cái dơ le, đúng không ạ? Dơ le của chúng ta, cái mọi người hình dung trong dơ le này chúng ta có một cuộn dây không? Anh em tháo ra chưa? Bên trong có cuộn dây không ạ? Rồi, mọi người hình dung không ạ? Bây giờ mọi người thấy được cái trên cái sơ đồ mạch điện của chúng ta đều có những cái cuộn dây như này không? Đều có cuộn dây này không? Thì cái đây có được gọi là một cuộn dây không anh? Các anh nhìn thấy đúng không? Lúc nãy mình thấy được cái cuộn dây bên này này. Rồi em cóp, em cho nhỏ lại nhá. Cóp luôn sang bên này cho mọi người dễ hình dung này. Cóp luôn sang bên này. Rồi bây giờ mọi người hình dung này. Bây giờ cái cuộn dây mọi người vừa hỏi câu hỏi mọi người ấy, một cuộn dây nó có hai đầu đúng không ạ? Một cuộn dây có hai đầu. Thì bây giờ dơ le của mình này, cái điểm này nó cũng là một cuộn dây, đúng không? Mọi người vừa nhìn này. Mọi người nhìn thấy cuộn dơ le này có phải cuộn dây không? Đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy cuộn dơ le này phải cuộn dây không? Rồi, thế nó đơn giản chưa? Nó là một cuộn dây. Thì cuộn dây nó có mấy đầu ạ? Đúng không ạ? Có hai đầu. Hạ điện áp. Rồi. Rồi cơ bản nhá, mọi người hình dung ra cái vấn đề cơ bản đã, nghĩ đơn giản đi đã. Đúng không ạ? Rồi, nghĩ đơn giản đi. Mọi người thấy ở trên cái sơ đồ mạch điện của chúng ta ấy, có rất nhiều cái dơ le và có rất nhiều cái cuộn dây. Và sau này những cái buổi sau em chia sẻ cho mọi người cái bơm xăng, cái kim phun, cái mô bin, cái van từ cầm chừng nhanh,
rồi van thông hơi bình xăng nó cũng chỉ là một cuộn dây, thì mỗi một cuộn dây đều phải có hai đầu, và tí nữa sẽ giải thích cho mọi người. Rồi bây giờ mọi người hình dung ra được không ạ? Rồi bây giờ cái cuộn dây này có hai đầu, cuộn dây có hai đầu phải không ạ? Thì bây giờ mô phỏng ví dụ như đây là cái dơ le của chúng ta. Rồi mọi người nhìn sơ bộ được cái dơ le này không ạ? Nhìn sơ bộ được không ạ? Rồi mọi người nhìn sơ bộ cho em hiểu được cái mô phỏng của em trên cái dơ le này không ạ? Trên cái cuộn dây này không ạ? Mọi người hiểu ý đồ của em muốn chia sẻ cho mọi người cái phần này không ạ? Tức là chúng ta hình dung trong cái cuộn dơ le của chúng ta sẽ có cuộn dây, và trên sơ đồ mạch điện của chúng ta người ta cũng vẽ cho mình cái hình thành cái cuộn dây như này, thì nó có đơn giản không ạ? Rồi tí nữa sẽ tìm hiểu tiếp nhá. Và sau này các anh hiểu được con dơ le ấy thì anh đọc sơ đồ nó cực kỳ nhanh và cực hiệu quả. Nếu chúng ta không hiểu dơ le chúng ta sẽ bắt đầu rối tung rối mù hết lên đúng không ạ? Rối tung rối mù hết lên. Vâng. Anh em hiểu chưa ạ? Hiểu thì comment hiểu để em chuyển sang tiếp tục câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi mọi người hình dung chưa? Nó cực kỳ đơn giản, nghĩ nó đơn giản thì em bây giờ em bóc tách ra nhá. Một con dơ le của mình nó bốn chân rõ ràng rồi, thì bây giờ em bóc tách ra nó là cuộn dây đã. Cuộn này điều khiển nhá. Cuộn dây là cuộn điều khiển. Được không ạ? Thì trên cái dơ le của chúng ta cũng có cuộn dây. Rồi, tiếp tục nhá. Ok nhá. Những buổi sau nữa hỏi câu hỏi sẽ hay hơn rất nhiều nhá. Câu hỏi này bắt đầu mới chỉ sơ khai thôi. Được không ạ? Rồi ok, tiếp tục chúng ta đến này. Ở trong một cái dơ le này mọi người thấy được, em sẽ vẽ mô phỏng cho mọi người nhìn ở trên này. Mô phỏng nhá, em bóc ra làm hai phần. Một phần đó là tiếp điểm, mọi người hình dung là cái tiếp điểm nhá. Tiếp điểm là cái chỗ mà cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng cái cường độ dòng điện lớn ấy. Đây em chưa nói về cái cấu tạo của dơ le nhá. Em chưa nói về phần sâu hơn vào dơ le nhá, nguyên lý hoạt động của dơ le nhá. Thì mọi người hình dung ra được này. Cái dơ le của chúng ta nó chia làm hai phần. Chia làm hai phần. Một phần đó là cuộn dây, thì vừa rồi giải thích cho mọi người cuộn dây rồi, nó có hai đầu phải không ạ? Hai đầu. Thì sau này những cái buổi sau ấy sẽ chia sẻ cho mọi người là nếu nó nhỉ, một chút nữa sẽ mọi người sẽ hình dung ra được. Ví dụ như đây mọi người sẽ thấy được cái sơ bộ, chúng ta nhìn trên qua cái dơ le chúng ta có thể biết được đâu là tiếp điểm, đâu là cuộn điều khiển rồi. Thì cái tiếp điểm chúng ta sẽ thấy được nó là chính là hai cái điều hở này. Ví dụ như chúng ta sử dụng dơ le bốn chân thì nó sẽ có hai tiếp điểm như này. Đúng không ạ? Hai tiếp điểm này. Một chút nữa khi chúng ta hiểu về con dơ le bốn chân rồi ấy, thì con dơ le năm chân nó cực kỳ dễ. Mọi người hình dung không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái cuộn dây trước nhá. Cùng tìm hiểu về cuộn dây trước khi chúng ta tìm hiểu về tiếp điểm. Đúng không ạ? Cuộn dây. Rồi thì chúng ta nhìn thấy được ở trên cái sơ đồ này không ạ? Ở cái mô phỏng này không ạ? Rồi. Cuộn dây. Đúng không ạ? Cuộn dây. Cuộn dây. Rồi mọi người thấy được là cái mô phỏng ở trên cái việc mọi người tìm kiếm ở trên sơ đồ mạch điện ấy, nó với thực tế nó cũng như nhau thôi. Mọi người hình dung không ạ? Giống hết nhau không ạ? Giống hết nhau không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ thấy được là ở khên trên cái dơ le của chúng ta sẽ có hai cái tiếp điểm, một tiếp điểm hai cái bản to ấy, cái cách mà chúng ta nhận diện ở trên cái việc chúng ta bằng mắt thường chúng ta sẽ nhìn thấy được nó là hai cái tiếp điểm to, hai cái cực bản cực to hơn ấy thì người ta gọi là tiếp điểm. Còn hai cái bản nhỏ hơn thì người ta sẽ gọi là cuộn điều khiển. Cuộn điều khiển chính là cuộn dây. Đúng không ạ? Cuộn dây. Rồi tí nữa sẽ giải thích cho mọi người nha. Cái dơ le này của chúng ta bóc làm hai phần, một phần đó là cuộn dây. Một phần là cuộn dây, còn một phần còn lại nó là tiếp điểm. Đúng không ạ? Rồi. Rồi nhá, bỏ qua phần này đã, tạm thời như vậy đã, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy hình dung ra được như này. Rồi giả lại, quay lại trở lại như này cho dễ này. Bây giờ mô phỏng cho mọi người hình dung nhá, mô phỏng cho mọi người hình dung như này. Rồi câu hỏi nhá, bây giờ em lại có câu hỏi cho mọi người này. Em sẽ lại có câu hỏi cho mọi người. Đây ví dụ như đây là một cái bình ắc quy. Chờ một chút nhá, sẽ quay đây là trang bao nhiêu nhỉ? Đây là trang 41 đúng không ạ? Rồi em sẽ lấy một tạm một cái bình ắc quy này đây. Copy mô phỏng luôn cho mọi người hình dung. 40. Paste. Rồi bây giờ em cho một cái bình ắc quy ở đây này. Đúng không ạ? Bình ắc quy. Ở đây nó bị ngược là âm dương. Bây giờ em cho nó sang bên này. Thì bây giờ ví dụ đây em cấp cái đầu âm này nhá. Bây giờ em cấp một cái đầu âm này. Nối cái đầu âm này với cái cuộn điều khiển. Dây này màu đỏ. Rồi câu hỏi nhá, câu hỏi này. Bây giờ bình ắc quy này em cấp cái nguồn điện 12V vào cuộn dây này, đầu này của cuộn dây. Thì hỏi cái đầu bên này chúng ta sẽ đo được bao nhiêu vôn?
câu hỏi nhá. Bây giờ em có câu hỏi này. Ở cái chân này nó sẽ có bao nhiêu vôn? Này, dấu hỏi luôn này. Đo ở đây. Điện áp đo được tại điểm này là bao nhiêu vôn? Đấy, câu hỏi của em đúng không? Mọi người trả lời được không ạ? Rất nhiều anh em trả lời được đúng không ạ? Rồi, mọi người thấy được nó đơn giản không ạ? Rồi, tí nữa em sẽ mở cái sơ đồ mạch điện, mọi người sẽ thấy được là nó đúng như thế, được chưa? Cho chữ béo, cho đẹp. Rồi, mọi người hình dung ra được không ạ? Cái cách mọi người đọc, có một số anh em nói comment nó là không vôn kìa, đúng không ạ? Có anh em nói là không vôn. Thì bây giờ mọi người hình dung này này, mỗi một cuộn dây nó có hai đầu. Một đầu bên này mình đưa 12V vào đây. Ở đây nó có mình đo đưa là bao nhiêu? 12V đúng không ạ? 12V. Mình đưa 12V vào đây. Rồi có một số anh em bảo 0V kìa, đúng không ạ? Một số anh em bảo 0V. Rồi giải thích cho mọi người cái này nó rất là hay nhá, để chúng ta đọc về sơ đồ. Đẹp luôn, đúng không ạ? Rất là hay cái phần này. Cho màu vàng này. Rồi, câu hỏi đây là bao nhiêu vôn này, dấu hỏi to đùng luôn đây. Mọi người phải hiểu được phần này nhá, thì lúc đấy tí nữa em sẽ giải thích cho mọi người là lên trên sơ đồ bao nhiêu vôn. Tại điểm này nhá, đo tại điểm này này. Chân số 3 này, đúng không ạ? Rồi, có một số anh em tùy theo điện trở này, xấp xỉ 12V này, đúng không ạ? Thầy phải thêm cái đồng hồ nữa. À rồi, thêm đồng hồ nữa. Thôi, nó phức tạp quá, anh không cần đâu anh ạ. Bây giờ mình sẽ đo thang đo là, ví dụ như là tại điểm số 3 này, chúng ta đo là bao nhiêu vôn? Rồi, nếu có âm chưa âm sẽ 12V. Mọi hình dung cái cách mà em chia sẻ cho mọi người hiểu không ạ? Cái này cơ bản đã, để sau nay mai mình đọc sơ đồ mình cực kỳ, mình nhìn đi sơ đồ nó dễ lắm, dễ hiểu lắm, được chưa? Điểm này là điểm nào? Rồi, em có câu hỏi là cái khi cấp nguồn vào chân số 1 này, chân số 1 này mà cấp 12V vào chân số 1, thì câu hỏi của em là nếu đo ở chân số 3 này nó sẽ là bao nhiêu vôn? Đo nhá, chưa nói về đầu này nhá, mọi người lưu ý này. Em chưa nói là nối chân này với mát này nhá. Không nói về nối với mát như này nhá. Màu đen. Cái việc là em nói là ở đây là đo tại cái điểm này chưa đối về mát nhỉ, tức là đo tại điểm này này. Đo tại điểm này nhá. Bỏ qua cái điện trở đi anh Xuân Dần nhá. Bỏ qua cái điện trở đi, không quan tâm điện trở, em đang hỏi điện áp. Câu hỏi của em là đo là bao nhiêu vôn thôi, không có điện trở điện chiếc gì đây cả. Lay lại không mô phỏng được cho mọi người nhỉ. Rồi đây là cái mô hình, đây là cái mô hình này. Đây là cái mô hình, đây học qua online là hơi khó và em đang sử dụng cái slide. Nếu mà bình thường mà em mai em chuyển máy quay ấy, em sẽ setup cái máy quay ấy thì em sẽ quay cho mọi người nhìn thấy được cái mô phỏng ở đây và em cấp nguồn và em đo cho mọi người luôn thấy được không? Đó. Hôm nay không chuyển được cái slide. Hôm nay không chuyển slide nên không cấp được nguồn cho mọi người. Khi em cấp nguồn đây nhá. Khi em cấp nguồn đây này. Xem là thử xem luôn nhỉ. Chơi luôn. Quy. Đây nhá, ví dụ đây là một con dơ le 4 chân đúng không ạ? Em cấp nguồn vào cái chân màu đỏ này nhá, ví dụ nhá. Cái sơ đồ này hơi khó nhìn đúng không ạ? Rồi, một số anh em rất nhầm lẫn đoạn này. Ngày mai em sẽ chia sẻ cho các đoạn này nó kỹ hơn. Rồi, có một số anh em nói là không vôn hoặc một số anh em nói là không có mát thì không đo được đúng không ạ?
Câu hỏi vừa rồi giải thích cho mọi người là gì? Khi 12V đưa vào một đầu cuộn dây, một đầu bên này, tự nhiên điện nó đi đâu mất? Rồi, rất nhiều anh em nhìn thấy không có điện áp. Rồi mọi người chờ chút em chơi chia sẻ cho mọi người. Lạ nhỉ? Anh em các anh em hình dung này, bây giờ một đầu của cuộn dây nhá. Mọi người hình dung này. Để em mô phỏng cho mọi người dễ hình dung. Rồi đây mô phỏng cho mọi người nhá. Mô phỏng cho mọi người dễ hình dung này. Đây là ví dụ một cái ắc quy này, mọi có nhìn được không ạ? Mô phỏng cho mọi người nhá. Ủa sao các anh em hình dung mẹ? Cái chân số 3 là phải đo với mát rồi, chẳng lẽ đo với cái gì anh, đúng không? Ví dụ đây nhá, mọi người hình dung ra được khi cái chân dây này, đây là một sợi dây đúng không ạ? Nó có giống như cái việc của chúng ta cuộn dây không ạ? Đây em mô phỏng ví dụ đây là một cuộn dây đi. Một số anh em là comment 0V thì ở lại nhá. Cho mọi người hình dung ra được không ạ? Hôm nay em chưa set up cái máy quay để em chuyển cái cảnh cho mọi người nhìn thấy. Cái cho đồng hồ thì đo được ngay, nhưng quan trọng là bây giờ em chưa quay được cái camera vào. Chờ em chút em thử set up lại mà. Cho được camera lên không? Được đấy. Chờ em vài phút nhá. Em sẽ cho đôi cam của em lên cho mọi người nhìn nhá. Em sẽ chuyển cái đôi cam này lên nhá. Chơi công nghệ sao gì đó đúng không? Anh em chờ em vài phút để em setup lại cái này. Rồi mọi người nhìn được không ạ? Rồi em chờ em vài phút nhá, sẽ setup cho mọi người nhìn luôn, chứng minh cho mọi người thấy luôn được không ạ? Rồi chờ em vài phút này. Rồi chờ em vài phút. Mọi người chờ em vài phút nha, để em để setup này lên. Mỗi một mình thôi nên là đang phải setup lại các anh ạ. Cho em vài phút mô tả cho mọi người thấy luôn. Được không ạ?
Rồi mọi người có nhìn được không ạ? Rồi bây giờ mô phỏng nhá, giống hệt như cái dưa leo của chúng ta. Đây. Được không ạ? Mô phỏng nhá. Đó mọi người nhìn được không ạ? Rồi mọi người hình dung ra chưa? Đây là cái cách mô phỏng cho mọi người thấy được để chúng ta đọc được cái sơ đồ nhá. Cái mục đích chia sẻ ở đây để cho mọi người đọc dễ hình dung và đọc được sơ đồ. Rồi bây giờ cái câu hỏi của em là vừa rồi giải thích là bây giờ em đưa 12V vào cái chân này của gì ạ? 12V vào cái chân này của cảm biến đúng không ạ? À quên, xin lỗi mọi người, vào cuộn dây. Vào cuộn dây này em đưa 12V nhá, đây bình ắc quy này, đưa 12V vào. Và chúng ta sẽ đo xem là cái chân này nó khi chúng ta chưa về mát thì nó sẽ bao nhiêu vôn, được không ạ? Rồi có anh em hỏi là đo cái chân này với cái gì của ắc quy. Rồi cái bỏ qua cái càng dài càng yếu thì bỏ qua nhá. Rồi cái mục đích chia sẻ mọi người để mọi người hình dung ra được cái vấn đề ở đây thôi, để chúng ta đọc cái sơ đồ đúng không ạ, không cần phải làm chứng minh cái gì cả, để chúng ta đọc. Mục đích để mọi người sau này mọi người đọc được sơ đồ nó nhẹ nhàng hơn và dễ hiểu hơn. Đúng không ạ? Mọi người hiểu không ạ? Mọi người nghe được âm thanh không ạ? Rồi bây giờ mô phỏng nhá. Cái vừa câu hỏi vừa rồi đó là gì? Mình cấp một nguồn và nguồn 12V này. Đây, 12V. Cấp nguồn 12V này nhá. Đi vào cái dơ le của chúng ta, vào một cuộn dây của dơ le, đầu của dơ le. Và chúng ta đo cái cuộn dây còn lại này nó sẽ là bao nhiêu vôn. Đo với mát nhá. Rồi bây giờ chúng ta đo này. Một que đỏ này chúng ta vào cái chân còn lại này, chân này nhá. Và một chân với mát bình, phải chắc chắn phải đo với mát bình rồi đúng không ạ? Chúng ta không thể đo chỗ khác được. Đo mát bình. Thì khi chúng ta một cái gì ạ? Chúng ta thấy được là ở đây là bao nhiêu vôn ạ? Mọi người nhìn được bao nhiêu vôn? Đúng không ạ? Rồi đây, cấp nguồn này. Đúng không ạ? Rồi thì về loay nhiều anh em bảo tại sao nó về không vôn đúng không ạ? Thì mọi người hình dung cái miêu tả ở đây để làm gì, để mọi người dễ hình dung, để sau này mọi người đọc cái sơ đồ mọi người phải tư duy được, tức là cái khi chúng ta muốn đọc được sơ đồ chúng ta phải hình dung ra được cái đường điện nó đi như thế nào, đúng không? Vừa rồi giải thích tại sao câu hỏi là gì ạ? Một cuộn dây có mấy đầu và đầu đấy thì bây giờ chúng ta cấp một đầu vào đầu dây này thì đầu dây kia còn bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Bỏ qua cái việc sụt áp đi, mọi người nghĩ nó dối quá, đúng không ạ? Nghĩ nó dối hết lên là gì, sụt áp rồi cuộn dây lọ kia, điện trở lọ kia, nó phức tạp quá. Nghĩ đơn giản đi, tức là gì, nó đang bị là cái em đang hỏi câu hỏi đó là bao nhiêu vôn, thế thôi. Sụt áp sụt tiếp thì bỏ qua nhé, được không ạ? Vì cái mục đích ở đây là để mình đọc sơ đồ. Và khi mọi người hiểu cái phương pháp em vừa chia sẻ này ấy, thì sau này các cái phương pháp để mọi người đọc sơ đồ nó cực kỳ dễ, cực kỳ hiệu quả. Vì sao? Bây giờ chúng ta cùng quay lại trên màn hình nhá. Em sẽ quay cho mọi người nhìn là gì, chúng ta sẽ ứng dụng nó vào cách đọc sơ đồ như thế nào. Tại sao nó là nhìn chân ở trên sơ đồ nhìn biết ngay là bao nhiêu vôn. Rồi đúng rồi, có một số anh em nói là không dây thì là đứt cuộn, đúng không? À không vôn thì đứt cuộn dây. Một số anh em vẫn là không vôn, tức là chưa có mát. Rồi mọi người hình dung ra là cái gì, cuộn dây của chúng ta ấy, cũng là có hai đầu, một đầu này của chúng ta có 12V thì đầu còn lại khi chưa về mát nhé, mọi người lưu ý chưa về mát thì nó phải là 12, chẳng lẽ nó đi mơ đâu mất. Mọi hình dung không ạ? Ví dụ đây là một cuộn dây, mọi người hình dung đây ạ, ví dụ đây là một cái cuộn dây, nó sẽ có hai đầu như này, phải không ạ? Hai đầu như này thì bây giờ một đầu này chúng ta kết nối với dương 12V thì đầu này chúng ta đo đầu này với mát thì nó phải ra 12V chứ nó đi đâu mất, đúng không? Vâng. Vẫn anh em là không vô kìa. Thôi được rồi, cái đấy thì bỏ qua nhá. Anh em nào chưa hiểu chúng ta xem lại từ đầu nhá. Rồi chúng ta tiếp tục này. Cái phương pháp mà vừa rồi chia sẻ với mọi người để chúng ta vẫn không vô. Rồi nha, anh em lưu ý này, ngày mai các anh có thể về đo bất kỳ một chiếc dơ le nào ở trên xe, ví dụ như là dơ le đề của các anh ấy, anh đo hai đầu bao giờ nó cũng có 12V. Rồi, ok, một số anh em đã hiểu vấn đề là khi không hoạt động nó sẽ là 12V, còn hoạt động nó sẽ phải 0V. Mọi người hình dung nhá, ngày mai các anh có thể về đo ở trên dơ le từ đời Zimway cho đến
Dương lên đề của những cái đời xe đời mới, xe nào hai đầu về, hai đầu này nó cũng đều phải có 12V khi mở có điện lên. Mọi người dung ạ. Mọi người đo nhá, ngày mai mọi người đo cho giúp em là gì? Ở trên cái xe của mình ấy, xe Zimway nhá, anh đo cho em hai cái đầu này. Zimway của mình ấy nó có dơ le như này đúng không? Đây là dơ le Zimway. Mọi người mai ngày mai nhá, ngày mai anh đo bật khóa điện lên, anh đo cho em hai đầu này nó có 12V không? Đúng không ạ? Đầu này của mình là gì? Ai hiểu nó là gì ạ? Dây dương sau khóa, đúng không ạ? Và đầu này nó chạy về lên gì ạ? Nút khởi động, nút đề ấy, đúng không ạ? Thì mọi người đo cho em cái công tắc nút đề của mình có 12V không? Ui, phức tạp quá. Thôi được rồi, bỏ qua nhá. Một số anh em vẫn vô hoặc là cứ thắc mắc là phức tạp lên là quan trọng đo ở đâu mới nghĩ phức tạp. Thôi bỏ qua đi. Còn anh em nào hiểu thì chúng ta tiếp tục nhá. Lúc ấy sẽ bị kéo dài thời gian. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Cái mục đích vừa rồi để chia sẻ cho mọi người tại sao em nói là nó là bao nhiêu vôn ấy, mục đích là như này. Mọi người hình dung nhá, chúng ta quay trở lại về cái màn hình này. Ngày mai em sẽ setup nó ngon hơn chút, hôm nay có mỗi mình chưa kịp làm cái gì cả. Rồi. Rồi cái vừa rồi là cái mục đích chia sẻ của em ở đây ấy là gì? Là để chúng ta sau này chúng ta đọc sơ đồ ấy nó mới nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng quan tâm nhá. Cái phương pháp vừa rồi chia sẻ mọi người để làm gì? Một số anh em cứ phải phức tạp lên thì khó hình dung lắm. Thôi bỏ qua đi. Rồi tiếp tục mọi người, mục đích của em chia sẻ đây là gì? Mọi người sẽ thấy được là ở trên sơ đồ mạch điện chúng ta này. Rồi, về trên sơ đồ mạch điện chúng ta nha. Cái mục đích để chia sẻ cho mọi người cách đọc sơ đồ mà thôi. Không có gì phức tạp cả. Đừng nghĩ nó có dối, nó điểm này điểm kia làm gì phức tạp quá. Nghĩ nó đơn giản đi. Bảo rồi nhiều lúc phải học trẻ nhỏ để mình thấy được. Rồi mọi người sẽ hình dung trên cái bảng sơ đồ này. Cái sơ đồ này em sẽ chia sẻ cho mọi người này. Thì bây giờ mọi người thấy được cái dơ le của mình đây không ạ? Dơ le ở đây không ạ? Cái dơ le đây đúng không ạ? Cái cuộn dây đúng không ạ? Đây là dơ le này. Dơ le sạc khởi động này. Đây cái mô phỏng cơ bản thôi nhá. Mô phỏng rất cơ bản thôi, mọi người hình dung mà. Thì bây giờ em chưa quan tâm đến cái tiếp điểm nhá, em chỉ quan tâm đến cái vấn đề ở đây đó là cái cuộn dây thôi. Mô phỏng đây cho cuộn dây cho mọi người nhìn này. Ví dụ ở đây đó là cuộn dây, chúng ta nhìn thấy đây là cuộn dây này. Thì một đầu mọi người thấy được cái đường dây này nó sẽ nối với đâu? Đúng không ạ? Cái đầu dây này này chính là cái đầu dây mà khi chúng ta mở khóa điện, đây là công tắc khóa điện chúng ta ấy. Cấp 12V vào một đầu dây này. Thì sau này các anh đo ấy, bao giờ nó cũng có 12V khi bật khóa điện. Tất cả các đầu dây le này đều phải có 12V nhá. Người lưu ý này, ở cái phần này này. Tất cả các sơ đồ, ví dụ như là anh đo dây le này, ví dụ đời này lít 110, 125 nó là phổ thông. Tất cả các xe đời từ này sau này các anh sẽ đo đều phải có 12V ở đây. Đúng không ạ? Bật khóa điện bắt buộc phải có 12V ở hai đầu này. Phải không ạ? 12V ở hai đầu này bắt buộc phải có luôn ở đây. Kiểu gì kiểu phải có, bật khóa điện bắt buộc phải có ở đây, hai đầu này phải có 12V, đúng không ạ? Rồi khi chân 32 này khi nó chưa dập mát, tức là dơ le chưa hoạt động thì nó sẽ phải có 12V ở chân 32 này. Mọi người hình dung không chưa? Ở chân 32 này phải có 12V khi mà chúng ta bật khóa điện lên, chi chưa hoạt động nha. Khi dơ le chưa hoạt động nó sẽ phải có 12V. Còn nếu nó về 0V ấy, mọi người đo ở chân về này, nếu đo chân 32 này 0V thì tức là dơ le đã hoạt động. Nếu không hoạt động thì chắc chắn đường dây này bị đứt hoặc cuộn dây này bị đứt, đúng không ạ? Ví dụ như đây mọi người sẽ thấy được là ở cái dơ le này chúng ta, dơ le hai chân này. Rồi cái này sẽ giải thích sau cụ thể hơn. Cái này nó liên quan đến đọc sơ đồ nó rất là hay, đúng không ạ? Rồi mọi người sẽ thấy được cái bơm xăng của chúng ta ấy. Mọi người thấy bơm xăng của mình có mấy đầu dây ạ? Hoặc kim phun ấy, cái kim phun đi cho dễ hình dung. Thì mọi người thấy được cái kim phun của mình nó có mấy đầu dây? Theo mọi người có mấy đầu dây? Các anh có đo điện trở của kim phun không? Các anh đo điện trở kim phun không ạ? Rồi IC dập mát chứ không có cấp mát nha. Rồi mọi người hình dung này, bây giờ giải thích cho mọi người này. Tất cả các cơ cấu chấp hành ở đây này, ở những cái slide trước em có nói rồi, tất cả các cơ cấu chấp hành của ở đây là ví dụ như là bơm xăng, mô bin, cái mô bin sườn của mình ấy, bơm xăng, mô bin, kim phun, đúng không ạ? Van từ cầm chừng nhanh, van thông hơi bình xăng,
đều phải gì ạ, đều nó bản chất của nó chỉ là một cuộn dây, nó chính là cái lâm châm điện giống như cái dơ le của mình mà thôi. Mọi hình dung ạ, nó chỉ là lâm châm điện, cái kim phun của mình nó cũng là lâm châm điện, đúng không ạ? Van từ cầm chừng nhanh của mình nó cũng là kim là lâm châm điện, rồi thì van thông hơi bình xăng cũng là lâm châm điện, nó vẫn có gì ạ, một cuộn dây có hai đầu, phải không ạ? Nó bản chất là như vậy thôi, đúng không ạ? Rồi một số anh em đã trở 12 vô học rất nhiều đúng không ạ, thông số nắm rất rõ. Rồi rất nhiều anh em nói là điện trở hai đầu là bao nhiêu ohm, 10 ohm, 20 ohm đúng không? Cái câu hỏi bây giờ nhá, nó hơi lạc đề thôi, làm màn quá, thôi bỏ qua đi, đúng không? Hôm nay chỉ giới thiệu qua mọi người thôi. Đó mọi người cơ bản như vậy nhá, cơ bản như vậy nhá. Ngày mai các anh cứ thử đo cho em đi. Tất cả các đầu bơm xăng kim phun bật có điện lên hai đầu phải có 12V khi nó chưa hoạt động, nhá, nói là chưa hoạt động nhá. Bỏ ngày mai ngày kia à, mọi người bỏ qua cái việc đo điện trở kim phun đi nhá, chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh cứ mua cái đồng hồ cái kim phun lô về ấy, nó không đứt ấy. Anh đo nó vẫn 12 ohm ấy, 9 ohm, 12 ohm ấy. Nó bị lỗi rồi, sử dụng làm sao được. Đo bỏ qua đi nhá. Được ạ. Mọi người bỏ qua cái việc đo điện trở kim phun đi, nó chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Được ạ. Đấy nó chỉ đo là cuộn dây thôi. Cái anh đo là chính đo, anh đo vừa đo cái vừa rồi ấy. Bỏ qua cái việc đo điện trở kim phun nhá, nó không giải quyết được vấn đề gì cho các anh đâu. Bỏ qua nó đi, đừng đo làm gì cả. Cái kim phun mới mua về nó còn lỗi ầm ra ấy, kim phun lô ấy. Anh mua về là lỗi mầm ra, nó liên quan gì đâu. Cái việc mọi người đo điện trở ở đây chính là đo cái cuộn dây của cuộn bobin thôi. À của cái kim phun thôi. Nó giống như mọi người vừa đo cái điện trở cuộn dây của dơ le ấy. Nó chẳng có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Vâng. Mọi người bỏ qua cái vấn đề là đo điện trở kim phun đi nhá. Bỏ đi. Rồi mọi người hình dung ra cái vấn đề nào em chia sẻ ở đây mọi người không ạ? Mọi người sẽ nhìn ở bên sơ đồ này. Sau này mai sẽ chia sẻ cho mọi người cách đọc sơ đồ ấy. Vâng, mọi người sẽ đọc được cái sơ đồ về lửa bên chân này này, nó đều là 12V. Ví dụ như ngày mai mọi người sẽ đo bất kỳ một chiếc xe nào đến cho em, nào đo kim phun ấy, bất kể một cái hãng nào cũng được, các anh bật có điện lên đo cho em hai đầu lúc nào cũng phải có 12V. Nếu không có 12V lúc nào nó báo lỗi kim phun luôn. Đó, phải không ạ? Mọi hình dung không ạ? Cái vấn đề ở đây mọi người phải hình dung, đó là cái phương pháp của em làm việc, đó là tư duy, chứ không phải là cái đơn thuần lên trên cái xe để thực tế cho mọi người nhìn thì nó quá là thì thực tế là rõ ràng các anh em sẽ nhìn thấy ngay, nhưng mà cái việc là chúng ta phải đọc được tất cả các hãng xe, mình sửa xe thì mình phải làm tất cả các hãng chứ không đơn thuần là mình chỉ làm một hãng, thì mỗi tất cả các hãng nó sẽ có một cái nguyên lý chung, đúng không? Một cái nguyên lý chung thì mình đang học là học cái nguyên lý chung và sau đó mình phát triển, gặp xe nào mình làm xe đấy, chứ không đơn thuần mình học xe này mình biết xe này, học xe khác mình biết xe khác, mà đây là mình sẽ phải học tất cả các loại xe luôn. Đó là phương pháp của em, đúng không ạ? Rồi ngày mai ngày kia mình sẽ tiếp tục với phần này. Cái này mọi người cố gắng, anh nào chưa hiểu thì có thể xem lại. Hôm nay hơi nói to một chút, nặng lời một chút, mọi người thông cảm nhá. Vì nhiều lúc hôm nay nó khá nhiều công việc nó dồn đến, nên là hơi căng thẳng một chút, mọi người bỏ qua nhá. Vâng, nhiều anh em nói là cái IC cấp ấy không cấp gì cả, nó chỉ là dập mát thôi. Thì đọc sơ đồ ấy, nếu anh đọc được sơ đồ thì mọi thứ mới trong tầm tay của mình. Vâng, hôm nay em có hơi nặng lời thì mọi người bỏ qua nhá, đúng không? Nó hơi nhiều việc nó dồn nén, vâng, mọi người bỏ qua nhá. Rồi anh em nào không có vấn đề gì thì thông cảm nhá. Vâng, vâng, cái hướng, cái phương pháp của em đây là hướng với mọi người để nhìn từ cái con dơ le đấy để mọi người đọc sơ đồ. Vì mọi người muốn đọc được sơ đồ ấy thì mọi người lên trên xe ấy, mọi người chỉ tìm 1 đến 2 sợi dây là mọi người làm được thôi. Ví dụ như là sau này sao về cái vấn đề là kim phun nó báo lỗi khi nào, được chưa? Vâng, mình học về điện ấy, mọi người lưu ý này, mình học về điện nó phải có cái tư duy, có phương pháp, nó tư duy về cái góc nhìn nhận nó khác về điện ấy, mình phải học hiểu về điện chứ không thể làm mà cầm tay chỉ việc. Ví dụ em hôm nay em sẽ giới thiệu là mọi người là lỗi về cái vấn đề là dơ le này không đề được chẳng hạn, em chỉ cho mọi người cách làm thì mọi người chỉ biết cách làm thôi, nhưng mà khi gặp một cái xe mới hoặc một cái xe lạ, mọi người không có cách tư duy, tức là mọi người không có phương pháp để làm việc, mà không phương pháp để tìm cái cách làm của mình, đúng không ạ? Vâng.
Không vấn đề gì đâu, các anh chưa hiểu các anh hỏi thôi, không sao cả. Nhưng hôm nay là mình đang 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 không không làm chủ được. Rồi không sao đâu anh ạ. Mọi mọi thứ vấn đề bình thường thôi. Thì mong anh em bỏ qua thôi. Vì hôm nay thì nó đang hơi có chút thôi. Kiểu không vấn đề, anh em mà không hiểu cứ hỏi bình thường. Vâng, thì khi mọi người quan trọng là mọi người phải hiểu cách phương pháp làm và hiểu cái nguyên lý hoạt động của nó ấy, thì mọi người muốn quẹt ra mát, muốn thử kiểu gì cũng được, nó cực kỳ đơn giản. Nói giờ nếu mà lỗi về đường điện ấy, chỉ mọi người chỉ cần nhìn qua sơ đồ là mọi người đã tìm được rồi, hoặc là mọi người tìm qua cái phương pháp mà chúng ta thử bằng cái dòng điện ấy, cường độ dòng điện ấy. Nhiều lúc anh em đo thông mạch nhưng mà cái cường độ dòng điện của chúng ta bị kém, và sau này các học cái đến cái cảm biến oxy em sẽ giải thích cho mọi người cái lỗi liên quan đến cường độ dòng điện cực kỳ hay, đúng không ạ? Vâng, bản chất mọi người hình dung ra là cái em mô phỏng với mọi người ấy, đó là cái cuộn dây là cái gì, đúng không ạ? Nên tại sao em hỏi là tại sao lại hỏi cuộn dây có mấy đầu ấy, nó là như vậy. Mục đích là để mọi người hình dung ra được cái dơ le và cái kim phun. Mọi người hình dung nhá, mơ dơ le này, kim phun, mô bin, đúng không ạ? Rồi van từ cầm chừng nhanh, van thông hơi bình xăng, tất cả đều là cuộn dây, nó chỉ là một cái lâm châm điện và mỗi một cuộn dây nó đều mô phỏng như này. Thì khi một đầu mọi người thấy được là khi chúng ta mở khóa điện lên thì đều phải có nguồn điện 12V cấp sẵn ở trong đấy rồi. Và chờ ECM dập mát cho nó mà thôi, đúng không ạ? Và sau này ngày mai mình sẽ học về sơ đồ mạch điện, tức là mình phải hiểu là khi nào đủ cái gì ạ, đủ âm đủ dương thì lúc đấy nó sẽ tự động nó hoạt động. Không sao thôi, mọi người cứ comment bình thường, comment bình luận đi, không sao ạ. Có nhiều anh em chưa hiểu comment mình lên. Lúc ấy mình chưa hiểu thì mình comment lên thôi, không sao cả. Nhưng mà khi giải thích rất là sâu rồi mà cuối cùng anh em vẫn cứ không vôn. Rồi không sao, cái buổi ngày hôm nay rất là hay vì cái bài này nó rất là mới với một số anh em, nên là anh em thấy được là nó hơi lạ, đúng không ạ? Ngày mai ấy, ngày mai mọi người cố thực hành cho em là ví dụ ngày mai mọi người đo cho em hai cái kim phun, hai đầu kim phun, hai đầu bơm xăng, hai đầu mô bin của những cái xe, trừ những cái xe mà bơm xăng có cái dơ le bơm xăng ra nhá, trừ những cái xe nào có dơ le bơm xăng, ví dụ như là những đời xe lít đời cũ có dơ le bơm xăng thì nó khác, còn những cái xe đời mới là đều sử dụng cái dơ le hết. Vâng, thì mọi người hình dung ra được cái phương pháp mà của em ấy để mục đích mọi người đọc sơ đồ, tức là nó có thể là nó trông nó nghe nó nguy hiểm, nó khó hình dung ấy, thực tế là giai đoạn đầu nó hơi phức tạp một chút, nhưng sau này mà một vài buổi nữa bắt đầu đi vào từng cái mạch một thì mọi người sẽ hình dung ra tại sao em nói như vậy. Vì hôm nay nó bắt đầu nó mới tự nhiên vô hợp nó nhảy vào cái này, vì con dơ le đấy rất nhiều anh em làm nghề bao năm cũng không hiểu con dơ le đâu, đúng không ạ? Không hiểu dơ le đâu, bản chất con dơ le nó là gì, đúng không ạ? Rất nhiều anh em chưa hiểu được. Cái dơ le này là nó sẽ là chia làm hai tầng, một tầng là tầng điều khiển tức là cuộn dây, và một tầng thứ hai là tầng tiếp điểm, đúng không ạ? Cái rồi ngày mai sẽ giải thích tiếp cho mọi người. Rồi hôm nay cố gắng mọi người rèn luyện bằng cách chúng ta nhìn trên sơ đồ trên phần mềm ô mô tô và một số anh em có bức tranh ấy, chúng ta cứ nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy được là đúng như vậy, đúng cái cuộn dây, đúng không ạ? Mọi người thấy em chụp ảnh lên nó đúng là một cuộn dây đó, đúng cuộn dây luôn. Thì mọi người thấy được là một đầu cuộn dây này mình cấp 12V thì đầu bên lại còn lại nó khi nó chưa về mát thì nó phải có 12V, chẳng em đi đâu mất, đúng không? Nhiều anh em bảo không vôn thì chả hiểu nghĩ sao đâu, rất khó. Vâng, rồi cảm ơn mọi người. Rồi mọi anh em nào có máy Smart Tool 2 muốn học về Smart Key lên thẳng trung tâm, em sẽ là chia sẻ cho mọi người cách làm tất cả tất tần tật về Smart Key luôn, đúng không ạ? Vâng, ngày mai em sẽ set up các cái sơ đồ, các cái phần đấy em sẽ chuyển phần camera sang phần số khác, em sẽ chia sẻ cho mọi người cách thực tế luôn cho mọi người dễ hình dung, đúng không? Còn nhiều lúc là học online nó chỉ là lý thuyết thôi thì nhiều anh em khó hình dung vì nhiều anh em chưa được tiếp cận với xe. Rồi anh em nào hiểu thì nó đơn giản, anh em chưa hiểu thì nó hơi phức tạp. Rồi cảm ơn mọi người, đúng không? Cảm ơn mọi người. Vâng, hẹn mọi người ôn bài nhá, ôn bài.
Hôm nay cũng chưa có câu hỏi gì, chưa có bài tập gì đâu. Hôm nay nó cũng đơn giản thôi, chưa có bài tập. Chúng ta sẽ học vào thứ 6 nhá. Thứ 5. Đâu rồi, thứ 5. Chúng ta sẽ học vào thứ 5 nhá. Hôm nay là thứ 3, thứ 4, thứ 4 chúng ta nghỉ, thứ 5, thứ 6 chúng ta học tiếp. Vào trung tâm ở số 1 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội anh em. Anh em nào mà có máy smart tool hay là muốn trải nghiệm tất cả các công nghệ về hiện tại trên thị trường ấy thì cứ lên trại trung tâm, em sẽ có các bạn kỹ thuật hỗ trợ hướng dẫn mình luôn, đúng không ạ? Tất cả luôn. Tất cả các công nghệ muốn là remap, mở tour rồi gì lập phần mềm, nâng cấp phần mềm, lấy mã ID rồi lập trình tất cả mọi thứ. Mọi người cứ đến trung tâm. Đó, đến cứ đến trung tâm. Gọi điện trước, đặt lịch trước, bên em sẽ sắp xếp các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ mọi người. Đúng không ạ? Nhưng mà sau đợt dịch, đợt này không nên đi. Sau đợt dịch, đợt này không nên đi. Vâng, anh em nào muốn trải nghiệm tất cả các công cụ hay trải nghiệm tất cả các chức năng trên máy chẩn đoán cứ liên hệ với bên em, đặt lịch trước, em sẽ báo các bạn sắp xếp lịch, các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ các anh một mình luôn, một một luôn. Thích chức năng gì cũng được, đều làm được hết. Đúng không ạ? Trải nghiệm công nghệ mới nhất, remap hay là mở tour hay là bất kể một chức năng gì trên máy chẩn đoán đều làm được hết. Đúng không ạ? Rồi cái phần sửa chữa thì bỏ qua. Ví dụ sửa mạch, sửa main thì cái đấy thì tạm thời không hỗ trợ được nhé. Chủ yếu là liên quan đến chức năng trên máy thôi. Vâng, anh Bảo Hoàng, một số anh em vào xem lại ạ. Vâng, vẫn còn gần 400 anh em theo dõi nữa ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Thì ngày thứ 5 chúng ta bắt đầu nhá, 20:30 tối thứ 5. Thì do bắt đầu chúng ta sẽ cái buổi đấy em sẽ lại ôn lại cho mọi người về Zerle để mọi người hiểu hơn về Zerle. Vì Zerle bản chất là mọi người sẽ bóc nó làm hai phần, nó không liên quan gì đến nhau cả. Vâng. Sẽ chia sẻ cho mọi người. Thực tế cái nếu mà làm về đường dây dẫn ấy, trên xe ấy, nó cực kỳ đơn giản. Em nói rồi, về dây dẫn trừ khi làm về cái việc dạng dây rắc bị thối ấy, thì mọi người phải mò, thay vì mò mình có thể thay đường dây khác cũng được. Nếu mà sửa chữa về đường dây thì mọi người chỉ đọc sơ đồ là mọi người làm được. Hỗ trợ, ví dụ như bây giờ em muốn hỗ trợ mọi người từ xa thì em vẫn phải, mọi người phải đọc được sơ đồ thì em mới chỉ được, đúng không? Vâng, mọi người cứ qua trung tâm, được, anh em nào cũng được, cứ đặt lịch trước với em, không quan trọng. Bên em có tất cả mô hình xe và xe này, tất cả các xe thì cũng khá là nhiều, các đời xe khoảng hơn chục cái xe để mọi người thực hành trải nghiệm, rồi tất cả mô hình, rồi dụng cụ, ví dụ smart key hay gì đều đủ hết. Mọi người đến trung tâm không mất phí đâu nhá, đến được nước chè, đến được uống nước đàng hoàng, cứ đến thôi, đặt lịch trước để em sắp xếp các bạn kỹ thuật, bạn hỗ trợ, còn không các bạn thì phải làm việc khác. Đúng ạ, vâng. Rồi ok mọi người, ngày mai mọi người cố gắng tìm hiểu cho em về con Zerle. Sau đó buổi ngày sau mọi người đặt câu hỏi em sẽ giải đáp cho mọi người. Hôm nay nó mới nên nhiều anh em đang bị bỡ ngỡ vào câu hỏi, và có khi em hỏi mọi người cũng chưa hiểu cái câu hỏi của em, nên nhiều anh em trả lời nó bị sai. Vâng, cái này mọi người cứ nhắn tin cho em đặt lịch nhá, còn em không nhớ được đâu. Nhắn tin cho em đặt lịch. Vâng, anh em nào có quan tâm về máy móc, về tất cả mọi thứ thì cứ liên hệ bên em. Bên em phân phối toàn miền Bắc, tất cả về máy smart tool phân phối toàn miền Bắc. Anh em nào muốn liên hệ làm đại lý cũng được, liên hệ bên em. Quảng cáo rút đúng không ạ? Vâng, xa hay không mình bay ra được mà anh. Bay ra được gần hết mà anh. Còn em đi Sài Gòn bình thường mà, đi các tỉnh bình thường mà. Rồi chào anh Phát. Anh em nào muốn làm đại lý ở các khu vực tỉnh khu vực của mình ấy, ví dụ làm ở các tỉnh, ví dụ em mở các tỉnh ở phía Bắc này, ví dụ các tỉnh muốn làm đại lý phân phối máy smart tool thì liên hệ bên em sẽ có các chính sách và chương trình hỗ trợ đại lý về các cái phần kỹ thuật.
để hỗ trợ anh em. Vâng, mọi người cứ comment trực tiếp cho em, nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Ví dụ như anh em nào muốn làm cái vấn đề phân phối đại lý đó. Hỗ trợ anh em nhiệt tình luôn, đúng không ạ? Nghề nghiệp chia sẻ thôi. Đến thời điểm bây giờ công nghệ rồi, không thể giấu nhau được, phải chia sẻ thôi, đúng không ạ? Vâng, mà hẹn mọi người vào 20 giờ tối, 20 giờ 30 tối thứ năm nhá. Thì sẽ có nhiều cái những cái phần sau liên quan bắt đầu đến xe rồi, thì mọi người sẽ thấy nó cảm nhận nó dễ dàng hơn. Còn mấy buổi đầu này nó không liên quan đến xe nhiều nên nhiều anh em thấy nó hơi khó. Vâng, Sài Gòn anh có thể liên hệ với thầy Đạt, đúng không? Thầy Nam Đạt bên trong Sài Gòn. Vâng. Rồi mong muốn làm sao chia sẻ mọi người về đều làm được và có tăng thêm cái thu nhập và rút ngắn cái thời gian lao động của mình đi, đúng không? Tăng thêm thu nhập. Rồi mọi người làm được, mọi người quay lại chỉ cần nhắn tin cho em một lời cảm ơn là thích rồi, đúng không? Mấy ngày hôm nay rất nhiều anh em nhắn tin rồi cảm ơn, đúng không? Rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Số điện thoại của em ở trên cái Facebook của em có rất nhiều nhé. Đúng rồi, lịch học mình sẽ là 2356 ấy nhá. 20:30, 2356. Và mấy ngày hôm nay em hơi bị nhiều việc nên nó đang dồn, nó hơi căng thẳng. Mấy ngày hơi nhiều việc. Máy móc rồi hỗ trợ anh em mua máy rồi thì hỗ trợ anh em đại lý nhiều quá, nhiều việc quá. Nên ngày hôm nay lúc bắt đầu đến live stream thì bắt đầu mới setup. Nên là nó lộn xộn quá, có mỗi một mình. Còn mấy bạn kỹ thuật hôm nay về hết. Không ai hỗ trợ. Vâng, anh em nào muốn quan tâm Smartoon nhắn tin trực tiếp cho em nhé. Em trên này em không trả lời được. Giá thì nó công khai rồi anh, giá thì nó niêm yết ở của công ty rồi. Bên em thì có các chính sách thì các liên hệ trực tiếp với em hoặc các bên bạn bán hàng bên em sẽ có, hoặc các đại lý bên em cũng được, lấy đâu cũng được. Quan trọng mọi người lưu ý là mua cái máy giống như máy chẩn đoán ấy thì mọi người nên chọn những cái nơi uy tín, tức là nên ở những cái nơi nào có thể hỗ trợ mọi người về kỹ thuật, hỗ trợ mọi người được về cái vấn đề là về máy móc. Ví dụ như mọi người lỗi về sự cố về máy thì mọi người vẫn phải gọi điện và lại phải đi qua trung gian, đúng không? Còn nếu ví dụ lỗi về kỹ thuật về sửa chữa, ví dụ đang gặp sự cố về kỹ thuật thì người bán hàng một số đơn vị người ta chỉ là cái đại lý về cung cấp thiết bị hoặc cung cấp ấy thì người ta sẽ không hỗ trợ được mọi người. Thì nên là mọi người cố gắng những cái phần thiết bị này thì mọi người nên chọn những cái nơi nào uy tín hỗ trợ được mọi người, đúng không? Đáp ứng đủ công việc. Rồi anh em nào thích làm video hướng dẫn nào thì cứ nhắn tin bên em nhé, em sẽ quay video. Vâng. Rồi vẫn còn gần 300 anh em đang theo dõi. Muốn dừng live stream mà không vẫn thấy nhiều anh em đang theo dõi. Rồi cái ngụ ý của em hôm nay chia sẻ đến mọi người đó là cuộn dây có mấy đầu ấy, thực tế nó rất đơn giản thôi nhưng nhiều anh em đang bị rối quá. Cứ nghĩ nó phức tạp nó lên rồi trở kháng trở khiếc nó phức tạp quá. Em nghĩ rồi nó đơn giản đi, đúng không? Nghĩ nó đơn giản. Vâng. Rồi cảm ơn mọi người, nếu không có câu hỏi gì thì em sẽ dừng live stream ở đây và hẹn mọi người vào ngày sau nha. Xin dừng lấy mấy lần rồi vẫn chưa dừng được. Vâng, anh Hưởng nha. Anh Hưởng hết cách đi chưa anh? Anh em Bắc Giang đang căng thẳng quá đúng không ạ? À cái file ngày mai em gửi cho, hôm nay em bận quá em không thể gửi được. Một số anh em nhắn tin rồi thì nhưng mà hôm nay không gửi nổi, sáng ngày mai em sẽ gửi lại file. Đúng không? Vâng, vì hôm nay em bận quá, không đủ thời gian để làm cái vấn đề đấy. Nên là ngày mai em sẽ cố gắng trong buổi sáng ngày mai sẽ gửi cho mọi người tải về. Ngày nay nó quá nhiều việc. Nó dồn. Vâng, kênh YouTube có rồi anh ạ. Rồi chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào lần sau. Chào 300 anh em vẫn đang theo dõi. Vâng, xin chào. Đó, muốn dừng năm nhưng vẫn còn rất nhiều anh em theo dõi. Rồi đây là một số video. Rồi mọi người cố gắng ôn bài nhá, ôn bài đi, xem lại video, xem lại những cái phần liên quan đến cái đường dây sơ đồ mạch điện và liên quan lại cái phần mà em câu hỏi của em ấy, cấp đầu bên này. Và ngày mai em thử luôn đi. Ngày mai mọi người thử cho em đo tất cả các dơ le này. Dơ le khởi động này, dơ le bơm xăng này. Dơ le bơm xăng, đúng rồi, dơ le bơm xăng đi. Mọi người đo cho em bốn cái
hai cái đầu dây tiếp điểm này, hoặc đo cho em kim phun mobin rồi van từ cầm trừ nhanh, bật lên và thấy nó khi nó không hoạt động đúng là 12V không, đúng không ạ? Em sẽ giải thích cho những cái phần đọc sơ đồ nó khâu. Chúng ta không phải nhớ nhá, chúng ta nhìn cái phương pháp đọc sơ đồ chúng ta sẽ hình dung ra được vấn đề rồi, không nhớ được đâu, đúng không ạ? Nên tại sao em nói là phải hiểu được vấn đề này. Rồi, xin chào mọi người và em xin dừng live stream ở đây nhá. Xem này tiếp cận được bao nhiêu anh em. Ồ, hôm nay hơi thấp. Nhưng mà lại bình luận lên đến 1.500 lượt bình luận, đúng không ạ? Hơn 1.500 bình luận. Rồi, xin chào.